chào các bạn các bạn đang nghe bộ truyện toàn chức cao thủ của tác giả hồ điệp lam bộ truyện được chuyển thể phun trọn bộ thành truyện audio trên kênh youtube thích nghe truyện 247 trong quá trình dịch thuật và chuyển đổi đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ nên các bạn chú ý trước khi nghe nhé nếu thấy hay các bạn hãy cho mình xin 3 giây để nhấn like share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé xin cảm ơn không biết tuổi thật thì còn tưởng lớn hơn cả mình, cô nên dùng giọng điệu thế nào để nói với hắn đây. Trần quả băn khoăn lắm, ha ha, chị chủ chị yên tâm đi tôi biết mà. Diệp Thu nhìn Trần Quả, trong lòng rất cảm động, Trần Quả ngăn cản hắn, đương nhiên không phải đau lòng máy vi tính hay sợ hắn làm lỡ công việc gì, chỉ thuần túy xuất phát từ sự quan tâm mà thôi. Một ngày mười mấy tiếng đồng hồ toàn chơi game, hình ảnh này trong mắt ai quả thực cũng cảm thấy khó tiêu. Tuy Trần Quả hay thường xuyên trừng mắt, nhưng thật ra lòng dạ lại rất tốt thật chứ trần quả bất ngờ thế mà cô lại thấy được vẻ nghiêm túc trên mặt của tên này thật diệp tu nghiêm túc gật đầu được vậy cậu tự lo cho mình đi trần quả không hề nói thêm gì nữa đều là người trưởng thành nếu diệp tu đã bảo sẽ phụ trách hành vi của bản thân cô nên ngừng được rồi cô cũng không phải loại người sẽ vì muốn tốt cho cậu mà tùy tiện can thiệp vào đời sống người khác trần quả cho tới bây giờ luôn là một người biết chừng biết mực diệp tu luyện đến chưa Hàn Yên Nhu cũng đã lên cấp 21. Phía Tô Mộc Tranh tiến triển còn nhanh hơn, sáng sớm vừa mới lập tài khoản mà giờ đã cấp 13. Anh nên đi ngủ rồi nhỉ? Diệp Tu còn chưa chào hỏi gì với Tô Mộc Tranh, ngược lại bên kia đã hỏi trước rồi. Ừ, ngủ một chút, buổi tối còn phải trực đêm, em cứ luyện tiếp đi, không cần phối hợp với lịch làm việc và nghỉ ngơi của anh." Diệp Tu nói, "Chuyện này thì anh đừng lo, ngủ đi, em đi ăn cơm." Sau khi Tô Mộc Tranh gửi đến hai cái mặt cười liền offline. Tỉnh giấc lại là trời tối, ca của đường nhu là ca chiều, người chơi ca chiều không phải nhiều nhất, mà là nhiều hơn, không hề có thời gian rảnh rỗi. Hàn Yên Nhu vẫn đứng đấy, được mặt ra hết 45 phút trong một tiếng. Đường Nhu đón khách tắt máy mở máy đem này đem nọ, căn bản không để ý đến được. Vất vả rồi Diệp Tu lại phía nàng biểu thị an ủi. Không thể nào tăng cấp được, đường Nhu thở dài, lúc này chẳng bằng dùng thời gian để nghiên cứu bản hướng dẫn, xem vài clip sẽ hiểu rõ mấy vấn đề cơ bản hơn diệp tu nói cũng chỉ có thể như vậy thôi đường nhu nói đêm nay hai người lại không ngủ trần quả vừa đi lại đây hỏi chị chủ diệp tu cực kỳ vô tội bản thân hắn là ca đêm muốn ngủ cũng không thể ngủ à mệt nhọc sẽ ngủ mà đường nhu nói em hạn chế chút đi trần quả nói yên tâm đi em biết mà đường nhu nói trần quả hộc máu hai đứa bây thông đồng nhau dùng cùng lời thoại hả lời thoại gì cơ đường nhu mờ mịt thấy trần quả đang trừng mắt nhìn diệp tu liếc sang thử diệp tu đang ngậm thuốc nhìn trần nhà hôm nay là ngày cuối tuần tiệm làm ăn rất tốt vào giờ cao điểm buổi tối diệp tu dạo qua một vòng tại khu hút thuốc vậy mà chẳng có máy trống nào suốt cuộc kiên quyết hút hết một điếu thuốc xong thì chạy đến khu không hút thuốc vừa lên trò chơi dạ độ hàn đàm là người đầu tiên tìm tới người anh em tất cả thông tin về trang bị đều thăm dò được rồi ồ oh, đưa xem diệp tu nói dạ độ hàn đàm lần lượt gửi thông tin của năm người sang diệp tu nhìn thử quả nhiên không ngoài dự đoán, mỗi nhân vật chắc chắn sẽ có một món vũ khí tím cấp 25. Là khu mới thôi mà, lại còn là cấp thấp, ai lại tốn sức đi gom góp trang bị toàn đồ tím chứ? Có vì phá kỷ lục phó bản cũng chưa đến mức ấy. Được, biết rồi, Diệp Tu trả lời, dạ độ hàn đàm bên này nhìn đẳng cấp của quân Mạc Tiếu cũng rất buồn bực, anh bạn tăng cấp chậm quá đi. Tôi tăng nhanh cũng vô dụng thôi, cấp của người tôi tìm đến giúp còn thấp hơn cả tôi Diệp Tu nói. a à, cấp bao nhiêu, Dạ độ hàn đàm hỏi, người thấp nhất, tô mộc tranh hiện tại không online, Diệp Tu mở danh sách nhìn thoáng qua phong sơ yên mộc của cô, nói cấp 16. Dạ độ hàn đàm thiếu chút nữa phun một búng máu lên màn hình, trả lời, vậy phải chờ đến lúc nào? Đoạt kỷ lục còn có ý nghĩa sao? Dạ độ hàn đàm nói không sai, thật ra kỷ lục phó bản cũng phải theo kịp bước tiến của quần chúng. Chú tới khu cũ, toàn dân cấp 70 cả rồi, chú tổ một đội phá được kỷ lục của rừng rậm băng xương, không hấp dẫn được bao nhiêu người. Công hội lớn hiện tại quan tâm phó bản nhỏ như vậy là bởi vì cấp bậc của mọi người ở khu mới đang đồng nhịp với nhau, mọi người còn đang lăn qua lăn lại trong phó bản này. Lúc này đột nhiên chú nhảy ra phá kỷ lục của phó bản đó liền chứng tỏ bản thân rất có trình độ, rất có thể diện. Hiện tại người thấp nhất bên Diệp Tu là cấp 16, chỉ cần chậm trễ lên 25, mọi người đều đã 30, có đổi kỷ lục của rừng rậm băng xương cũng không khiến người ta ngạc nhiên. Ông yên tâm đi mấy ngày xong ngay thôi, Diệp Tu đương nhiên hiểu rõ chuyện này ba ngày, trong vòng ba ngày có thể được không? Nếu sau ba ngày mà không thể phá kỷ lục, tôi thấy chẳng còn giá trị gì nữa đâu. Dạ độ hàn đàm nói, được, Diệp Tu mở miệng đồng ý, trong vòng ba ngày, đến lúc đó công hội của mấy ông phái ra một người cấp 25, kỹ thuật cố gắng tốt chút, có thể không? Được, để tôi xem thử, công hội của ông nhất định phải có một người đó, bằng không ông xem đi, đến cuối cùng, tên treo bảng là tên của công hội, nhưng chẳng ma nào trong đó thuộc công hội cả, chuyện này chẳng phải rất xấu hổ hay sao? Diệp Tu trả lời, dạ độ hàn đàm vừa nghe lời này, trong lòng lại ẩn chứa một bóng ma. Hiện tại người do quân Mạc Tiếu bao chọn, một đội này, người biết chuyện nhìn vào là biết ngay không phải người của mưu đồ bá đạo, việc này mất mặt vô cùng. Có điều, vẫn có mặt mũi hơn chuyện tên treo bảng là tên của công hội khác. Dạ độ hàn đàm ngẫm lại cũng thôi xoắn quyết nữa, gã đã phải xoắn suýt việc cái kỷ lục của rừng rậm băng xương náo lâu lắm rồi, Mau phá kỷ lục đi, chuyện sắp thành tâm bệnh mất rồi Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa Dạ độ hàn đàm lắc lắc đầu Thực sự không muốn tiếp tục phân tích thiệt hại trong đấy Cứ giao hết vụ đoạt lại kỷ lục cho tên quân mạc tiếu này lo đi Diệp Tu đương nhiên sẽ tranh thủ luyện cấp Buổi tối sau khi thay ca, đường nhu quả nhiên không đi ngủ Có điều đêm nay tiệm có khách Cô nàng không ngồi ở máy chủ nữa Tùy tiện tìm một chỗ rồi ngồi xuống Vẫn như cũ một mình qua bản rừng rậm băng xương Diệp Tu nhìn thử cảm thấy đường nhu đã dần quen thuộc rồi. Lập tức lại để cô dùng quân mạc tiếu đánh tiếp lần nữa, tiếp theo kêu gọi đám bánh bao xâm lấn sang, chuẩn bị tổ đội luyện tập ở phó bản. Bánh bao xâm lấn lúc này cũng đã đổi được vũ khí tím móng vuốt võ giả cấp 25. Diệp Tu đặc biệt để ý món vũ khí này, bởi vì nó có thuộc tính kỹ năng khóa yết hầu cộng 1, trong trận chiến phá kỷ lục tranh chấp nhau từng giây này, bất luận chi tiết gì cũng gây ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng, khóa yết hầu là một kỹ năng rất quan trọng khi dùng với boss nếu nâng lên một cấp sẽ rất có ích. Nửa đêm khuya khoát, Tô Mộc Tranh lại lặng lẽ online. Diệp Tu lúc này đã đánh xong rừng rậm băng xương rồi, cũng không hỏi nhiều, chạy về thôn tân thủ mang Tô Mộc Tranh đi luyện cấp. Ngoại trừ bánh bao xâm lấn, đẳng cấp của quân Mạc Tiếu bây giờ vẫn tính là khá cao, nên rằng hắn tăng hay không tăng cũng chẳng quan trọng, điểm then chốt là phải dẫn người cấp thấp nhất đi thăng cấp. Thời gian 3 ngày, trôi đi rất nhanh, chương 102, nâng cao mọi mặt. Ba ngày này Diệp Tu bận trước bận sau lo trong lo ngoài, đại gia bánh bao xâm lấn, Đường Nhu và Tô Mộc Tranh đều chờ hắn đến hầu hạ, hai người đầu là giáo dục dạy bảo còn người cuối là dẫn đi luyện cấp. Dạ độ Hàn Đàm là người nhờ phá kỷ lục, làm việc đương nhiên càng tận tân hơn, cùng ngày liền đưa sang Diệp Tu một người chơi. Là Pháp Sư Nguyên Tốc cấp 23, tên gọi thích vô giúp vui. Cái tên này khiến Diệp Tu có chút câm nín, vô cùng nghi ngờ dạ độ Hàn Đàm đang châm chọc chính mình. Vì vậy Diệp Tu lại phải dạy dỗ thêm một người dù sao không thể coi thường kỷ lục này, không chú ý đến mọi mặt, đến lúc đó chỉ cần một người phạm sai lầm làm chậm trễ vài giây sẽ dễ dàng phá hủy nỗ lực của cả đội. Có điều hiện tại đã đủ đội hình rồi, cấp thấp nhất là phong sơ yên mộc của Tô Mộc Tranh dùng một ngày đã lên tới 20, Diệp Tu liền thu xếp đem 5 người vào phó bản luyện tập thích ứng lẫn nhau. Hai đồng chí cấp lãnh đạo của công hội giả độ Hàn Đàm và giả vị ương đích thân đến chỉ đạo công tác, nhìn thấy Diệp Tu trong đội có hai người là nữ, cả hai đều vô cùng kinh ngạc. Người chơi nữ trong trò chơi không nhiều, cao thủ lại càng ít. Người mà quân mặc tiếu cần lại chẳng phải cao thủ bình thường, kết quả cuối cùng lại là hai cô nàng, chuyện này hiếm lạ đến nhường nào. Giả dạ độ hàn đàm và giả dạ vị ương âm thầm bàn bạc cũng không tìm nổi cái cớ nào. Đối với đội toàn cao thủ của quân mặc tiếu, họ đã định lôi kéo từ sớm, nhưng giờ lại là con gái. Nếu gấp gáp chạy lên lôi kéo làm quen, chẳng phải sẽ bị người ta hiểu lầm là dê sồm sao. Cũng may, đằng ấy còn có một tên bánh bao xâm lấn nhưng cái tên này vừa nghe đã thấy chẳng giống cao thủ chút nào, dạ vị ương bị dạ độ hàn đàm ra lệnh tiến lên, đành chuẩn bị ra tay trước với bánh bao xâm lấn. Nhiệm vụ dụ dỗ người vào hội tại khu 10 của mưu đồ bá đạo chủ yếu là do dạ vị ương phụ trách. Mọi người vất vả rồi, dạ vị ương bước đến chào hỏi, dạ độ hàn đàm làm bộ đi bàn việc với thích vô giúp vui, bên trong lại nghe trộm chuyện xảy ra bên kia. Người kia là, đường nhu và tô mộc tranh đương nhiên không biết, là sếp, diệp tu nói, à, Tô Mộc Tranh lập tức hiểu, xếp gì cơ, Đường Nhu lại không hiểu, người mời chúng ta đến đoạt kỷ lục. Diệp Tu nói, Đường Nhu vẫn còn mờ mịt, cô không rõ mấy chuyện trong game online lắm. Tuy bánh bao xâm lấn là tay mới, nhưng cậu ta không xa lạ gì với game online, trái lại hiểu sơ sơ. Lát quay về giải thích sau, Diệp Tu nói với Đường Nhu, kết quả bên kia giả vị ương đã trò chuyện cùng bánh bao xâm lấn, hắc, anh bạn này có khí chất hơn người, tên gọi cũng thật kỳ lạ, vừa nhìn là biết ngay cao thủ tuyệt thế có một không hai rồi. Giả dạ vị ương vẫn mặt dày như cũ. Ha ha, ông có mắt nhìn người lắm đấy, tròm sao của ông là gì? Tròm, tròm sao? giả dạ vị ương chẳng biết lợi hại của bánh bao xâm lấn, vừa lên hiệp đầu, đề tài đã bị đưa ra ngoài vũ trụ. Được rồi bánh bao, Diệp Tu vội vã tiến lên hết to bảo ngừng, nói với giả dạ vị ương, đám mục sư mấy ông cứ làm việc của mình trước đi, tụi tôi vào bản luyện tập đây. Nói xong kêu gọi năm người tiến vào phó bản, để lại giả vị ương vẫn còn đang mở mịt, tròm sao. Tròm sao gì a à? trong phó bản, Diệp Tu đã nói qua với Đường Nhu, bánh bao xâm lấn thậm chí là người mới gia nhập thích vô giúp vui nên dùng đấu pháp thế nào, hơn nữa bốn người này đã từng diễn tập thực tiễn, về cơ bản thì hiểu hết. Còn Tô Mộc Tranh đã lăn lộn nhiều năm bên cạnh Diệp Tu, chiến thuật cùng trình độ lẫn hiểu biết đều thuộc cấp bậc chuyên nghiệp, Diệp Tu chỉ cần dăm ba câu cô đã hiểu, tổ năm người bắt đầu chính thức đánh phó bản. Trong hai ngày, đội chỉ chính thức luyện phó bản 8 lần. Có điều sau 8 lần, mọi người cũng biết rõ mình phải làm gì. Diệp Tu không dạy được gì nữa, về sau còn phải xem sự phát huy của mọi người vào lúc phá bản. Từ thời gian qua cửa của 8 lần luyện tập kia, Diệp Tu kết luận đợi đến cấp 25 thay sang vũ khí tím rồi thì phá kỷ lục là chuyện không thành vấn đề. Ngày cuối cùng, 5 người đều tăng cấp rất nhanh, dự là trước 12 giờ có thể lên đến 25. Chiến dịch đổi mới kỷ lục sẽ chính thức diễn ra lúc này. Những vũ khí tím cấp 25 mà mọi người cần đều đã được Dạ Độ Hàn Đàm đưa đến. Khi gã hỏi Diệp Tu còn cần gì hay không thì Diệp Tu tỏ ý muốn hai cái mề đay mớt. Thứ này không có giá trị gì, chỉ một vài người chơi nữ thích mang trên người làm đẹp. Hiện tại trong đội quân Mạc Tiếu có hai cô nàng, Dạ Độ Hàn Đàm ngầm hiểu, cầm ngay hai cái mề đay mớt đưa sang. Diệp Tu cuối cùng cũng có bốn cái mề đay mớt trong tay, hắn lập tức vào hệ thống biên tập vũ khí. Ô Thiên Cơ bấy giờ đang bị gỡ ra hết tháo đầu nhọn và tất cả nano từ hình thái ô đang xòe rộng xuống. Bốn cái mề đay micro cùng bị đập nát, dung hợp chúng lại rồi phục chế, cuối cùng làm ra một đầu ô mới. Tổng cộng 24 đoạn nan ô nhỏ thì dùng mấy cái nanh vuốt nhìn nhện kiếm được từ lần săn thương nhân quỷ lùn để phục chế. Tất cả vật liệu phục chế xong, lại lắp vào lần nữa, lưu phần chỉnh sửa, lập tức trở lại trò chơi lấy ra xem. Đầu ô được dung hợp và phục chế từ mề đay micro trông không còn bình thường như trước kia nữa, Đầu nhọn lúc này mang hai màu trắng đỏ, thỉnh thoảng lại ẩn hiện ánh sáng. Ô Thiên Cơ của hiện tại đã thật sự nâng cấp ở mọi mặt, bên dưới Ô Thiên Cơ trong trạng thái bình thường hiển thị cấp 15, công kích vật lý và công kích pháp thuật tăng lên toàn bộ, đều biến thành 280, tốc độ đánh và trọng lượng không thay đổi. Cấp bậc của mọi mặt đã lên đến 15, vậy nghĩa là bây giờ sử dụng bất kỳ hình thái nào của Ô Thiên Cơ, thuộc tính cũng không hề thấp hơn cấp 15. Thế nhưng việc diệp tu phải làm vẫn chưa xong sau khi nhìn thấy tất cả đều nâng cấp thành công, hắn lại vào hệ thống chỉnh sửa trang bị. Trong lúc khởi động bức vẽ cấu tạo của mặt ô, Diệp Tu đem 8 cái mong ám dạ miêu yêu lần đầu nâng cấp bỏ xuống hết. Sau đó, thay 8 cái răng nhọn của sói trắng lấy được từ lần làm ăn đầu tiên vào. Lại vào trò chơi, lấy ra ô thiên cơ, chuyển thành hình thái chiến mâu. 8 cái răng sói trắng tụ lại tại phần đỉnh ô, hình thành một đầu mâu nhọn trắng như tuyết, cực kỳ lóa mắt. Mà lúc này thuộc tính của hình thái chiến mâu cũng đã thay đổi. Ô thiên cơ, hình thái mâu, đẳng cấp 25. Trọng lượng 2,3 kg, độ bền 23, tốc độ đánh 5. Công kích vật lý 380, công kích pháp thuật 280. Độ bền là thuộc tính vừa xuất hiện. Cái này cũng không phải ô thiên cơ xuất hiện thuộc tính kỳ dị gì, gì, chẳng qua chỉ một quy định được đặt ra trong vinh quang, trang bị trên cấp 20 mới có độ bền. Dưới cấp 20 không có, xem như là phúc lợi cho người mới của thôn tân thủ. Dù là trang bị tự chế cũng phải tuân theo quy định này. Khi chiến đấu thì độ bền sẽ bị tiêu hao, phải cẩn thận đừng để độ bền rơi xuống không, trang bị trong vinh quang khi độ bền xuống không sẽ tự động bị vỡ vụn và biến mất. Muốn sửa chữa trang bị trên cấp 50 phải tốn vài vật liệu, sửa chữa trực tiếp sẽ làm giảm hạn mức tối đa của độ bền. Khi hạn mức tối đa rơi xuống một, món trang bị này chỉ còn là vật trang trí. Sau khi nâng cấp thành công, Diệp Tu trước hết thay đổi về hình thái ô. Quân Mạc Tiếu bây giờ còn thiếu chút kinh nghiệm mới có thể lên 25. Dù có cầm chiến mâu cũng không thể phát huy uy lực. Trang bị rốt cục cũng chuẩn bị xong, Ô Thiên Cơ với hình thái chiến mâu tương đương với chiến mâu tím cấp 35, ưu thế về lực sát thương không hề nhỏ. Phần nửa những nghề trong đội gia vương triều đương nhiên không thể nào có được thanh vũ khí mạnh như vậy. Tiếp đấy là phải luyện cấp, trước 12 giờ, nhân vật của cả năm rốt cục lên 25, sau đấy chuyện thứ nhất cần làm chính là gia nhập công hội Mưu Đồ Bá Đạo. Quân Mạc Tiếu rời khỏi Lam Khê Các đã được 5 ngày, phong sơ yên mộc của tô mộc tranh và hàn yên nhu của đường nhu đương nhiên không có công hội diệp tu cố ý hỏi han bánh bao xâm lấn cũng không có công hội hoan nghênh bốn cao thủ nhập hội giả dạ vị ương gửi tin trong kênh công hội làm như bốn người thực sự gia nhập công hội của gã hoan nghênh hoan nghênh trong công hội một đám người nhốn nháo theo thể hiện sự niềm nở của công hội mình ngoài phó bản rừng rậm băng xương diệp tu nói đóng tất cả các kênh tin tức lại tránh phải thấy những tin làm phân tâm mọi người làm theo Thích vô giúp vui là thành viên chính thức của mưu đồ bá đạo, không đành lòng nhìn anh em trong công hội lãng phí cảm tình, trước khi tắt liền nhắc nhở mọi người, đừng hoan nghênh nữa, không ai nhìn đâu. Lời này bị trôi giạt giữa những câu hoan nghênh, không biết có ai thấy không, dù thế nào thích vô giúp vui nhắn xong câu kia cũng đã đóng kênh tin tức. Còn mấy phút, muốn đi WC hay gì thì đi đi. Diệp Tu nói, còn hơn 10 phút lận mà Tô Mộc Tranh cảm thấy Diệp Tu làm quá rồi. Nhưng đường nhu thình lình thấy Diệp Tu đứng phát lên giữa quầy, hét to một tiếng có việc gì không có việc hiện tại nói a à, tôi phải đi đây một lát đường nhu cười gửi cho diệp tu một tin khách có việc mới mặc kệ anh đó anh cầu nguyện đi thế à hy vọng đừng trùng hợp như thế diệp tu trả lời vài phút sau đã đến không giờ số lần đánh phó bản đổi mới năm người cũng nghiêm túc đồng loạt tiến vào phó bản không hô hào gì cùng tiến về phía trước dù quái diệp tu vừa chỉ huy vừa vào tới hai bên trái phải sánh vai đuổi kịp là Hàn Yên Nhu cùng bánh bao xâm lấn, lúc sau phong sơ Yên Mộc cũng lên đến, vừa nâng tay đã nổ ngay một pháo. Tô Mộc Tranh vẫn dùng bậc thầy pháo súng, nàng không phải diệp bách khoa, chỉ tinh thông mỗi chức nghiệp này. Bậc thầy pháo súng là nghề nghiệp công kích được xa nhất trong vinh quang, hơn nữa công kích bình thường thôi cũng đã tổn thương một phạm vi nhỏ rồi, thao tác của Tô Mộc Tranh đương nhiên cũng chuẩn xác, hai con quỷ lùn bị bắn liền chạy về phía cô. Kết quả nửa đường đã bị quân mạc tiếu của Diệp Tu ngăn đón, đánh đánh hai cái đã cướp được thù hận. Tô Mộc Tranh sớm đã chỉ huy phong sơ yên mộc nã pháo hai con quỷ lùn khác. Quỷ lùn bị kinh động xông lên, hàn yên nhu của đường nhu lại cướp đi thù hận. Tiếp đấy vẫn là nã pháo dẫn quái rồi, người tiếp quái lại là bánh bao xâm lấn. Ba người này mỗi người hai quái, vừa giết vừa tụ quái lại một chỗ, thích vô giúp vui bắt đầu tấn công toàn lực, điên cuồng tung phép về phía đống quái. Nhưng ba người kia cũng không đứng yên đấy đánh quái, ba người lại tiếp tục đi tới, Tô Mộc Tranh đã để Phong Sơ Yên Mục tiếp tục dụ quái từ lâu, hai con là một nhóm, mỗi người nhận một nhóm. Trong nháy mắt đã kéo được 12 con quỷ lùn, đội ngũ vẫn vừa giết vừa tiến như trước, Tô Mộc Tranh không hề ngừng dụ quái. Đấu pháp này còn hung ác hơn một đợt sóng xô, Tô Mộc Tranh chuyên trách dụ quái, ba người còn lại đảm đương em thi, hơn nữa sử dụng cách di chuyển hợp lý tụ quái lại, để vòng phép thuật của thích vô giúp vui phía sau phát huy được trọn vẹn. Đây mới là đấu pháp tiêu chuẩn chuyên nghiệp hàng thật giá thật là đấu pháp mà mỗi người trong đội đều có thể dựa vào kỹ thuật của bản thân để một mình chặn đánh một phía. Cách này không thể gọi là một đợt sóng xô nữa, mà hẳn phải gọi là một đợt đẩy mới đúng. chương 103, thật sự có tranh lệch. Trong nháy mắt, ba người diệp tu, đường nhu và bánh bao xâm lấn đã kéo hơn 20 con quỷ lùn. Góc nhìn bên phía diệp tu chuyển đổi nhanh đến mức có thể khiến người bình thường hoa mắt chóng mặt. Hắn không chỉ chiếu cố đám quỷ lùn mà mình phụ trách mà còn phải chú ý cục diện toàn bộ nữa. Tô Mộc Tranh hoàn toàn không cần lo lắng, tính tình đường nhu lại khá mạnh, Diệp Tu không sợ cô làm không được, chỉ sợ cô làm quá. Nhưng lo lắng nhất vẫn là bánh bao xâm lấn, phương thức tư duy của bạn gà mờ này quá phong phú, người phàm không thể nghiền ngẫm được lỗi của cậu ta. Đổi lại Tô Mộc Tranh xảy ra sai lầm nào, Diệp Tu hoàn toàn có thể đoán được, đường nhu cũng không kém nhiều lắm, chỉ có tên bánh bao xâm lấn này, Diệp Tu hoàn toàn không thể đoán được cậu ta sẽ làm ra chuyện dở hơi gì loại cảm giác sâu không thể lường này làm cho con tim diệp tu thật lạnh lẽo ít nhất thích vô giúp vui kia sau vài ngày luyện tập thích ứng diệp tu đã sớm nhìn ra người này chắc chắn chẳng phải người chơi mới gì tốc độ tay của người này tuyệt đối thua bánh bao xâm lấn một bậc nhưng thao tác lại thành thạo hơn bánh bao xâm lấn nhất định đã có mấy năm kinh nghiệm chơi vinh quang huống chi nhân vật của người này ở trong đội ngũ cơ bản chỉ là một dps không cần dùng não làm không tốt thì tốc độ bị chậm lại nhưng sẽ không gây ra cục diện hỗn loạn gì Cục diện trước mắt coi như ổn định, nhưng đấu pháp một đợt đẩy này không phải chỉ tụ tập đủ số lượng quái liền ngừng lại tập trung giết, mà sẽ vừa giết quái vừa kéo quái mới tới, 20 con hiện tại cũng không phải số lượng cực hạn, càng tiếp tục thì áp lực lại càng tăng. Bên này Tô Mộc Tranh lại dụ quái thêm 3 lần, tổng số quỷ lùn bị kinh động đã đạt tới 26 con, đây đã vượt qua tổng số lượng quỷ lùn mà lúc trước Diệp Tu cùng Lam Khê các phá cực hạn, một người còn phải kéo hơn mấy con. Hiện tại 26 con chia cho 3 người theo góc độ phụ trách quái thì áp lực không bằng một mình Diệp Tu dẫn 26 con. Nhưng về mặt tổ quái, cần sự phối hợp của ba người để hoàn thành thì lại là một độ khó khác. Sự phối hợp của đoàn đội luôn khó khăn hơn sự phát huy cá nhân, nhưng khi đã làm được rồi, uy lực sẽ lớn hơn rất nhiều. Diễn luyện nhiều ngày trong phó bản chỉ để luyện được sự phối hợp này, tuy đường nhu và bánh bao xâm lấn chưa quen thuộc lắm với vinh quang, nhưng trong rừng rậm băng xương đã bị Diệp Tu nhồi nhét kiến thức. Lúc này có vài chỗ không biết vì sao phải làm thế, nhưng lại nhớ rõ nên làm như vậy. Luân Phiên thay đổi vị trí, lợi dụng các loại phương thức công kích đánh bay, đánh lui, đánh ngã cố gắng tụ tập quái lại. Ngoài ra khi đánh phải chú ý suy nghĩ rõ ràng, nên giết con nào đầu, con nào có thể thả, con nào nên đặt ngoài vòng, con nào nên đẩy lùi đến phạm vi công kích của bậc thầy pháo súng và pháp sư nguyên tố. Thao tác phức tạp như thế người chơi cao thủ bình thường căn bản khó chú ý chu toàn thế nên nhất định phải là người có thao tác tài năng như Đường Nhu. Tốc độ tay của bánh bao xâm lấn tuy thua Đường Nhu một ít nhưng đủ để ứng phó cục diện trước mắt này rồi, chỉ cần đừng đột nhiên phát bệnh gà. Tô Mộc tranh lại một pháo dụ hai quái, tổng số đã đạt 28 con. Làm quen nhiều lần, đám người Đường Nhu đã nắm chắc đấu pháp này, đánh đến bây giờ, cảm thấy nới tay được rồi. Bởi vì sau quá trình luyện tập thứ N, 28 chính là cực hạn của họ, tới đây sẽ dừng lại giết một hồi rồi mới tiếp tục. Ai ngờ sau 28 con quỷ lùn này, phong sợi yên mộc của tô mộc tranh lại tiếp tục chạy tới trước, được vài bước lại có hai con quái bước vào tầm ngắm, cô không chút do dự nổ ngay một pháo. a à, đường nhu kinh ngạc kêu lên, đây chẳng phải sẽ thành 30 con sao. Cùng cô ấy hợp tác đi phó bản hai ngày nay, chưa từng thấy cô nàng sai lầm lần nào, ai ngờ ngay thời điểm phá kỷ lục chính thức lại xảy ra nhầm lẫn. Sao thêm hai em nữa rồi? Nhầm à, ngay cả bánh bao xâm lấn cũng cảm thấy không đúng, đây đã là cực hạn của cậu ta, quỷ lùn tới nữa cậu không đỡ nổi đâu chuyện mà họ phải làm không chỉ là kéo quái tới rồi kiên trì bất khuất họ còn phải dẫn quái tới nơi mà mình đã bố trí bánh bao xâm lấn giờ đã khống chế tám con nhiều hơn một con thôi cậu cũng đỡ không được không lầm tiếp tục diệp tu tiếp lời thêm hai ai tới đường nhu hỏi em có thể không diệp tu nói lúc này đường nhu đang khống chế tám con nhưng tốc độ tay của cô cao hơn bánh bao xâm lấn một chút thêm hai con cũng có thể ứng phó được được, để em, đường nhu cũng không nhiều lời, hẳn yên nhu tiến lên, cướp lấy thù hận của hai con quỷ lùn, di chuyển, đánh ra lạc hoa trưởng, trực tiếp đánh bay chúng vào trong trận, chạy vội trở về, 10 con quái đều nằm trong tay cô. Theo sau lại một tiếng pháo vang lên, phong sợ yên một thế nhưng lại dụ thêm hai con quỷ lùn nữa. Đường nhu kinh hãi, 10 con đối với cô đã rất miễn cưỡng rồi, nhiều hơn một con sẽ khó thể lo hết. Ý nghĩa của việc không lo được, chẳng phải bảo chỉ một con quái vụn vật có thể làm cả đoàn bị diệt, nhưng con quái không lo được này sẽ thoát khỏi phạm vi tấn công của họ, nên cuối cùng lại mất nhiều thời gian vì nó. Thời gian là thứ quan trọng nhất trong phó bản lần này của họ. Bọn họ cũng không lấy việc đánh chết lũ quái to nhỏ kia làm mục đích, quan trọng hơn chính là đoạt được thời gian nhanh nhất. Lo không nổi đâu, tuy trong lòng đường nhu có sự hoài nghi, nhưng với tính tình của cô, không thử qua sẽ không nói ra miệng như vậy. 28 con quỷ lùn, bánh bao xâm lấn 8 con, đường nhu 8 con, diệp tu lại 12 con đã nhiều hơn họ bốn con. Bánh bao xâm lấn đã là cực hạn, không thể nhiều hơn, đường nhu vừa thêm hai con, thành 10 con. Tuy rằng ít hơn Diệp Tu hai con, nhưng cô biết rõ tranh lệch giữa cô và Diệp Tu. Nhưng đường nhu cảm thấy tranh lệch này không phải là do tốc độ tay, mà là do hiểu biết với vinh quang. Cho nên nhìn thấy Diệp Tu có thể khống chế 12 con, đường nhu cảm thấy mình có lẽ cũng làm được. Có lẽ vì không quen trò chơi, nên mới khiến bản thân phán đoán không chuẩn. Rất nhiều suy nghĩ thoáng hiện lên, đường nhu đã điều khiển Hàn Yên nhu tiến lên, nhưng không ngờ quân mạc tiếu của Diệp Tu lại giành trước lao ra, dùng thao tác chẳng khác gì đường nhu lúc trước đoạt lấy thu hận, đánh bay vào trận. 14 con, đây là tổng số quỷ lùn mà Diệp Tu đang đối phó. Nhiều hơn bánh bao xâm lấn 6 con, nhiều hơn đường nhu 4 con. Đường nhu kinh ngạc, thì ra người này còn chưa tới cực hạn sao. Chưa kịp lấy lại tinh thần thì một tiếng pháo lại vang lên, phong sơ yên một thế mà dụ thêm hai con quái nữa. Chẳng lẽ, khi trong lòng đường nhu sinh ra ý nghĩ này, quả nhiên nhìn thấy quân mạc tiếu lao ra lần nữa, nhận thêm hai con quái, tổng số đạt tới 16 con. Tranh lệch chỉ là hiểu biết trò chơi, ý nghĩ lúc trước của đường nhu bắt đầu dao động, chỉ tiếc lúc này cô không ngồi cạnh Diệp Tu, cô rất muốn nhìn thử, hai tay người này, có phải nhanh hơn tay cô không? Đùng lại một tiếng pháo vang, đường nhu ngơ ngác liếc sang phong sơ yên mộc, cô không tin tiếng pháo này lại là dụ quái, đây là đang tấn công, chỉ tấn công thôi nhỉ kết quả cô nhìn thấy phong sơ yên mộc quay pháo lại giờ mới bắt đầu đánh quái lại hai em quỷ lùn hớn hở chạy tới mười tám con tên kia thế nhưng có thể ứng phó được hả mười con đường nhu miễn cưỡng đối phó được mười hai con cô có suy nghĩ muốn thử một lần xem sao mười bốn con cô chỉ cảm thấy tình cảnh này quá mức kinh ngạc mười sáu con cô bắt đầu chân chính biết được sự tranh lệch giữa cô và diệp tu hóa ra không chỉ là phương diện hiểu biết trò chơi mười tám con Đường Nhu đã không còn lời nào để hình dung cảm thụ của mình lúc bây giờ, cô chỉ nhìn thấy quân mạc tiếu lại sông lên nữa, kéo hai con quái mới kia vào trong trận. Đường Nhu chợt cảm thấy, đây tựa như một con đường dài rằng rặc. Không hiểu có thể học, kinh nghiệm có thể tích lũy, ý thức cũng có thể nâng cao. Nhưng tốc độ tay, đường Nhu cảm thấy tốc độ tay của mình đã là cực hạn, giờ mới biết núi cao còn có núi cao hơn. Kết quả cô lại nghe thấy tiếng pháo vang lên, đường Nhu đã muốn chết lặng, có lẽ một hồi sẽ là 22. 24, 26. Hiện tại cứ kinh ngạc thế làm gì chứ? Phong sơ yên một quả nhiên không làm cô thất vọng, tiết tấu dụ quái không hề ngừng nghỉ. Chẳng lẽ chị này không có cực hạn sao? Trong lòng đường nhu yên lặng nghĩ, nhưng không ngờ người lao ra đón quái, thế nhưng không phải quân mạc tiếu, mà là bánh bao xâm lấn. Đường nhu kinh hãi, chẳng lẽ ngay cả tên này cũng sâu không thể lường sao? Mấy đứa gà mờ quả nhiên đáng sợ, bánh bao xâm lấn rất nhanh dẫn hai con quỷ lùn về, thao tác nhanh nhẹn đường nhu cảm thấy mình chỉ nên lẳng lặng nhìn 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 lại đột nhiên ngẩn ngơ bánh bao sao bên cậu thiếu hai con rồi thiếu hai hồi nào bánh bao xâm lấn khó hiểu vừa rồi không phải cậu dẫn thêm hai ư đường nhu hỏi đúng vậy hơn nữa lúc trước cậu có tám con không phải là mười con sao sao vẫn tám con đường nhu hỏi vừa giết chết hai con rồi bánh bao xâm lấn nói đoạn đối thoại của cả hai người rơi vào tai diệp tu hắn chỉ thấy buồn bực hai đứa này ai mới là gà hả vừa nãy hai con quỷ lùn trong tay bánh bao ngã xuống diệp tu đang muốn nhắc nhở cậu ta đến nhận quái kết quả bánh bao tự mình xông lên diệp tu đang xúc động vì bánh bao lanh lợi đột xuất ai ngờ lúc này đường như lại mơ màng làm toán chết rồi đường nhu vẫn chưa tỉnh táo hẳn hôm nay chúng ta thay đổi vũ khí cả rồi sát thương mạnh mẽ hơn nên không giống với khi luyện tập hiện tại chúng ta không cần dừng lại giết quái chỉ cần một mạch đi tiếp vừa đi vừa giết vốn không thành vấn đề Tô Mộc Tranh bên này hình như cũng nhìn ra điểm nghi hoặc của Đường Nhu, giải thích sơ một hồi. À Đường Nhu bừng tỉnh đại ngộ, ngày thường luyện tập chỉ là kế hoạch thôi, hiện tại có vũ khí cấp 25 mới có thể chân chính thực hiện được, cố lên nào Tô Mộc Tranh nói. Hiểu rồi, Đường Nhu lên tiếng trả lời, thở phào một hơi, thì ra tranh lệch gì đấy, chỉ là cô nhất thời bị gà mờ nhập hồn nên mới suy nghĩ vớ vẩn thôi. Anh dẫn bao nhiêu con? Đường Nhu hỏi Diệp Tu, 16 con Diệp Tu nói. Đường Nhu rơi lệ đầy mặt, hóa ra không phải ảo giác, thật sự có tranh lệch. chương 104, Kỹ thuật bậc thần áp súng. Hàn Yên Nhu của Đường Nhu đã không chế 10 con quỷ lùn, bánh bao xâm lấn không chế 8 con, quân mạc tiếu của Diệp Tu không chế 16 con. Tổng cộng 34 con, con số dừng ở đây, không tăng thêm nữa, phối hợp tạo tuần hoàn xem như chính thức hình thành. Tô Mộc Tranh không hề ngừng việc dụ quái, nhưng từ lúc này, tổng số 34 con quỷ lùn sẽ không tăng thêm, bởi vì mỗi khi dụ thêm hai con, trong trận bên này cũng ngã xuống hai con. Tổ quái là phối hợp, tấn công cũng phải nhịp nhàng. Mọi người đảm nhiệm nhân vật khác nhau, khi tấn công thì việc tìm kiếm mục tiêu cũng phải có tiết tấu. Thao tác cao nhất, phối hợp cao nhất, phó bản rừng rậm băng xương này, với tổ hợp nghề nghiệp của bọn Diệp tu, làm như vậy đã xem như cực hạn. Chỉ cần không có sai lầm, người đáng lo nhất bánh bao xâm lấn, lại phát huy ổn định, khiến Diệp tu rất vui mừng đường nhu gà một cách khó hiểu xong cũng không xảy ra gì nữa tô mộc tranh bên kia càng chẳng cần lo ngại mà làm diệp tu kinh nghỉ ngoài ý muốn chính là pháp sư nguyên tố thích vô giúp vui kia nhiệm vụ của pháp sư nguyên tố chỉ là nổ giết đám quỷ lùn tụ tập lại cam đoan tình huống không âu ti tận lực làm tổn thương ở thế cân bằng có thể nói gã chỉ cần phát huy không quá ngốc nghếch sẽ không tạo ra tai nạn lớn như diệt đoàn nhưng muốn đạt được tổn thương ở thế cân bằng hoàn mỹ chỉ tồn tại trên lý thuyết thôi Nhân vật của gã được phép xuất hiện một ít sai lầm, bù lại sai lầm của gã vốn là một phần trong chiến thuật. Nhưng theo Diệp Tu thấy, sau khi người này làm ra sai lầm sẽ tự động sửa đúng ở lượt công kích sau, bù đắp vào. Tuy rằng cuối cùng không thể đạt tới sự cân đối hoàn mỹ nhất, nhưng xác thực đè lỗi sai xuống rất ít. Xét chi tiết, người này đã làm đến cực hạn rồi. Trong lúc luyện tập trước đây chưa từng thấy người này làm vậy, bởi vì không cần thiết. Lúc này chợt hiển lộ tài năng. Diệp Tu lại phát hiện trình độ của người này hóa ra cao hơn mình tưởng tượng. Xem ra cũng là cao thủ đứng đầu một công hội. Khi nhìn ra điểm này, Diệp Tu thầm kết luận, hình ảnh trong màn hình đã sớm chuyển sang chỗ khác. Sự biến hóa của hình ảnh trước mặt Diệp Tu đã đạt đến mức khiến người hoa mắt, bởi vì hắn phải lo rất nhiều chuyện, trừ bỏ khống chế 16 con quỷ lùn, còn phải quan sát bốn người kia sau đó tiến hành chỉ huy. Đường Nhu hoàn toàn bỏ qua quá trình này khi so sánh giữa mình và Diệp Tu. Tranh lệch giữa cô với Diệp Tu, kỳ thật so với phỏng đoán của cô còn lớn hơn nữa. Boss đầu tới, tiếng pháo dụ quái không ngừng của phong sơ yên mục rốt cuộc đã ngừng lại, tiểu quái ven đường bị dụ hết rồi, thứ ngăn cản ở phía trước cũng chỉ có thể là boss thứ nhất. Tô Mộc Tranh biết rõ sự bận rộn của Diệp Tu, luôn thường xuyên bắn ít tin tức quan trọng cho Diệp Tu, để tránh hắn không chú ý được. Dụ đi, tiếng Diệp Tu vừa dứt, quân mạc yếu cũng đột nhiên nhảy lên, trong tay phải đã cầm một thanh kiếm nhọn, ngân quang lạc nhẫn xé rách thiên không mà rơi xuống, tạo nên cơn động đất, đẩy ngã tất cả tiểu quái. Đường nhu, bánh bao xâm lấn và thích vô giúp vui lúc bấy giờ cũng không chú ý khống chế quái hay thù hận gì cả, ra sức ném hết tất cả các loại kỹ năng ra. 34 con quỷ lùn bị đưa tới nơi này, vừa đi vừa bị giết, máu đã bị rút gần hết, lúc này lại chịu một trận cuồng bắn loạn đánh cho giống như lúa mạnh bị gạt đổ rầm rầm xuống, rất nhiều quỷ lùn không thể đứng lên nữa, chưa tới mấy hiệp đã bị diệt hơn nửa. Đám còn lại truy đại đánh mạnh cũng không làm được gì, đối mặt với thao tác của đám người diệp tu, chỉ có thể bị giết nhanh gọn. 34 con quỷ lùn trong phút chốc đã thành thi thể. Bên kia tiếng súng từng trận, Phong Sơ Yên Mộc đã sớm đưa boss đến. Bốn người chuyển góc nhìn, chỉ thấy Phong Sơ Yên Mộc nâng súng máy bắn mãnh liệt, khí thuốc súng lại xếp thành một đường nghiêng bay đến chỗ boss Tuần Cha quỷ lùn đang bị bắn ngã nhào trên không trung. Mà Tuần tra quỷ lùn tựa như bị quay nướng, bị ném ngã ầm ầm về phía bốn người. Địch, thấy một màn như vậy, Đường Nhu và bánh bao xâm lấn đều chẳng sao cả cả hai luôn không biết nhìn hàng, thế nhưng người không hề thích vô giúp vui như thích vô giúp vui lại kinh ngạc la lên. Là áp súng sao, những lời này thích vô giúp vui không hề hô lên, chỉ thầm quay cuồng trong lòng, mà tuần tra quỷ lùn kia cũng đã quay cuồng đến trước mặt họ. Đám người quân mặc tiếu lập tức sông lên công kích, thích vô giúp vui vội vàng ném pháp thuật, còn nhớ mãi không quên sự kinh ngạc ở trong lòng, xoay góc nhìn liếc về phía phong sơ yên một mấy lần. Áp súng, đây là danh từ chỉ một thao tác trong hệ xạ thủ áp là áp giải đi, ý là bắn liên tục để đưa mục tiêu đến vị trí mình cần. Có thể tạm xem là từ trái nghĩa của phi súng đưa bản thân ra ngoài, chẳng qua thao tác này không mang lại hiệu quả gì nổi bật cho bậc thầy pháo súng, áp pháo không tạo được một cái tên riêng như phi pháo. So sánh hai loại thao tác này, áp súng khó khăn hơn phi súng rất nhiều. Mọi người có thể bàn về lý luận của áp súng, nhưng làm được lại chẳng bao nhiêu. Đây là một thao tác mà ngay cả một tuyển thủ chuyên nghiệp cũng chưa chắc nắm rõ được đưa vào trong đám người chơi bình thường sẽ được coi là kỹ thuật bậc thần, ngẫu nhiên làm ra cũng đủ để khoe khoang một hồi. Phải biết rằng muốn làm cho mục tiêu ở trên không đi chuyển theo vị trí mình cần, nhất định phải bắn chúng vị trí. Vị trí này ở đâu? Chỉ mỗi điểm này cũng cần phải luyện tập và tích lũy kinh nghiệm thực tiễn rất nhiều để đưa ra phán đoán chuẩn xác. Tiếp đấy, phải bắn sao cho chúng vào vị trí ấy khi mục tiêu đang di động trên không, đây cũng là một chuyện rất khó. Tiếp nữa, hai bước phía trên cũng không phải một lần thì thôi, mà còn phải thực hiện lặp đi lặp lại. Thế là, người chơi bình thường cũng chỉ rời được mục tiêu một lần giống như chó ngáp phải ruồi mà thôi. Xác định vị trí gì gì đấy, bao nhiêu tuyển thủ chuyên nghiệp còn làm không được mà. Trước mắt, kẻ nghiễm nhiên trở thành đệ nhất vinh quang chu trạch khải, cũng là một tay có kỹ thuật áp súng đạt tới đỉnh cao. Trong một lần biểu diễn, một mạch chạy và bắn áp giải mục tiêu bị lơ lửng trên không đến thẳng Tây Thiên, người dẫn chương trình hét lên ngay tại chỗ bắn mù mắt chó của tôi rồi, làm cho mọi người cười vang thích vô giúp vui chỉ nhìn thấy lúc phong sơ yên mộc dùng bbq kết thúc nhưng tuần tra quỷ lùn quả thực từ trên không bị bắn tới trước mặt họ chẳng lẽ là trùng hợp lợi dụng bbq để thi triển áp súng mặc dù có chút thủ xảo nhưng kỹ thuật cũng đủ khiến người ta khiếp sợ rồi thích vô giúp vui mãi không thể bình tĩnh có cơ hội liền chuyển góc nhìn dòm ngó phong sơ yên mộc quân mạc tiếu hàn yên nhu bánh bao xâm lấn ba người này gã đã, đã nhìn kỹ từ lâu thao tác thật sự rất cao hai người hàn yên nhu và bánh bao xâm lấn là người chơi mới điểm này thích vô giúp vui cũng nhìn ra về phần phong sơ yên mộc gã chưa phát hiện chỗ đặc biệt nào chuyện khó khăn nhất mà dọc đường cô nàng phụ trách cũng chỉ là nắm chuẩn tiết tấu dụ quái này chỉ cần lưu ý cách công kích là đủ không hề phức tạp cho đến khi thao tác áp súng giả giả thật thật này xuất hiện làm cho thích vô giúp vui mở rộng tầm mắt diệp tu phán đoán về thích vô giúp vui thật ra rất đúng lúc này thích vô giúp vui cũng không phải người thường gã cũng không phải thích vô giúp vui thật. Lúc này người đang sử dụng ức này, chính là lão đại chân chính của mưu đồ bá đạo, hội trưởng Tưởng Du. Tưởng Du đã sớm nghe báo cáo về quân Mạc Tiếu từ dạ độ Hàn Đàm, miêu tả người này kỳ diệu vô cùng. Lăn lộn bên đây vài ngày, phát hiện người này thật sự không đơn giản, nhưng một khắc này lực chú ý của Tưởng Du đã bị áp súng kia hấp dẫn, bởi vì kỹ thuật bậc thần này quả thực cần trình độ rất cao, có thể sử dụng ra thao tác này, cơ hồ đều là tuyển thủ chuyên nghiệp, Bên này đang nghĩ mãi không quên, lại chợt nghe Quân Mạc Tiếu nói chuyện, Phong Sơ Yên Mộc vừa rồi em dụ quái thế nào đấy? Hắc hắc, áp súng, anh thấy không? Thấy cái quỷ ấy đang phá kỷ lục em đừng làm ẩu nữa Quân Mạc Tiếu nói. Lần này em cướp được vài giây đó chứ." Phong Sơ Yên Mộc nói. Em muốn ném boss vào rừng cây mà là cướp được vài giây hả?" Quân Mạc Tiếu nói. Phong Sơ Yên Mộc im luôn, đừng làm bừa, vững vàng phá được kỷ lục đã. Ừ." Phong Sơ Yên Mộc lên tiếng hóa ra cô nàng này tự ý đánh bậy đánh bạ sao tưởng du yên lòng nhớ lại nếu bậc thầy pháo súng dùng bbq quả thực thường hay mù mờ làm ra được gã đương nhiên không biết rằng từ lần đầu tiên hô lên đệch khi nhìn thấy thao tác áp súng diệp tu đã bùng nổ tốc độ tay gõ tin qua cho tô mộc tranh đừng dùng áp súng hử sẽ làm bại lộ em đó đổ đầu đất thao tác áp súng này không tiện dùng cũng vì kỹ thuật này quá thương hiệu phạm vi người có thể dùng kỹ thuật này sẽ thu hẹp rất nhiều Xét tuyển thủ chuyên nghiệp, nếu suy đoán dựa vào nữ bậc thầy pháo súng, đáp án rõ như ban ngày. Sau đó thì sao nữa? Tuyển thủ chuyên nghiệp đến phá kỷ lục phó bản. Tuyển thủ chuyên nghiệp của gia thế đến giúp mưu đồ bá đạo phá kỷ lục phó bản. Kỷ lục bị đá rất lại là của gia vương triều. Vô luận tin nào bị truyền ra ngoài cũng có thể rước đến hàng loạt chỉ trích và phiền phức. Diệp Tu hối hận vô cùng vì đã quên nhắc nhở Tô Mộc Tranh trước đó. À, vậy không dùng. Tô Mộc Tranh không phải không hiểu điều đó chỉ là cô căn bản không quan tâm cô chỉ muốn giúp diệp tu thuận lợi phá kỷ lục mà thôi đối với cô kỷ lục trước mắt chính là điều quan trọng nhất nhưng lúc này diệp tu đã chú ý góc nhìn của thích vô giúp vui thường xuyên quay về phía phong sơ yên mộc đóng kịch chút nào diệp tu vội vàng nhắn tin cho tô mộc tranh thế nên mới có đoạn đối thoại như vừa rồi về phần lời kịch thì chẳng cần chuẩn bị trước lấy sự ăn ý của hai người tùy tiện phát huy một chút là được đoạn hội thoại chấm dứt mọi người tiếp tục tăng lực công kích tuần tra quỷ lùn Diệp Tu tiếp tục chú ý hành động của thích vô giúp vui, cuối cùng không nhìn thấy gã chú ý tới phong sơ yên ngục nữa. Hẳn là gạt được rồi, Diệp Tu nhẹ nhàng thở ra, chương 105, đánh du kích, phó bản vẫn đang tiếp tục. Boss thứ nhất tuần tra quỷ lùn mới quả thực là một DPS không xài não hàng thật giá thật, ngoại trừ bạo lực đánh ra công kích vật lý mạnh mẽ thì chả có cái mẹ gì sất. Người chơi bình thường thì còn khá e ngại, nhưng gặp người chơi có thao tác trôi chảy lanh lẹ thì đúng chỉ như món đồ chơi thù hận của tuần tra quỷ lùn bấy giờ đều ở trên người quân mạc tiếu bị đùa dỡn đến xoay mòng mòng năm người toàn lực công kích thoáng chốc đã đánh bại boss thứ nhất không ai ngừng nghỉ tất cả mọi người thẳng tiến đến vị trí kế tiếp không một ai nhìn đồ rơi ra từ boss do trước đó diệp tu đã dặn dò phá kỷ lục phải dành giật từng giây đừng lãng phí thời gian vào việc này chờ đồ rơi ra ngồi xổm xuống nhặt lên thế là toi mất mấy giây con đường sau boss thứ nhất cũng không khác biệt gì mấy năm người tiếp tục thao tác như trước, bánh bao xâm lấn vẫn được Diệp Tu chăm sóc cặn kẽ nhất, trong quá trình chỉ huy nói 10 câu thì hết 8 câu dành cho bánh bao xâm lấn. Ôi đại thần ông thuộc tròm sao nào mà dài dòng thế? Bánh bao xâm lấn phát ngôn một câu thiếu chút nữa thì làm cho Diệp Tu mỉm cười nơi chín suối, nửa ngày mới bình tĩnh nói, bánh bao à, chú chính là vũ khí bí mật của đội ngũ chúng mình đấy, tất cả mọi người đều trông chờ chú phát huy. Hả, vũ khí bí mật sao? giữ dần quá vậy, bánh bao xâm lấn mừng rỡ, cố gắng lên, chú ý sử dụng tốt khóa yết hầu Diệp Tu nói. Rõ rồi bánh bao sâm lấn mặt mày hớn hở, bảo bánh bao sâm lấn là vũ khí bí mật cũng không phải Diệp Tu thuận miệng dối lừa. Kỹ năng cấp 15 khóa yết hầu của Lưu Manh cũng không gây tổn thương lớn lắm, nhưng khả năng khiến phòng ngự vật lý của mục tiêu bị khóa yết hầu giảm xuống 50% lại là một sự trợ giúp rất mạnh mẽ. Tuy nó chỉ kéo dài 2 giây, nhưng 2 giây này đủ để cả đối tiến hành một lượt toàn lực chém giết rồi. Huống hồ bánh bao sâm lấn lúc này đã cấp 25, kỹ năng mỗi năm cấp có thể tăng lên một cấp bậc, khóa yết hầu hiện tại đã cấp 3, hơn nữa móng vuốt võ giả lại tăng một cấp cho khóa yết hầu, khóa yết hầu cấp 4 kéo dài đến 3,5 giây. Boss cao nhất của rừng rậm băng xương cũng chỉ 25 thôi, không tồn tại áp chế cấp bậc, hiệu quả 3,5 giây đấy có thể phát huy hoàn toàn, tương đương với việc công kích của cả đội tăng 50% trong 3,5 giây. Boss thứ nhất quỷ lùn tuần tra đã bị bánh bao sâm lấn khóa yết hầu hết 3 lần, toàn đội cũng nhờ đấy mà có được 10 giây bùng nổ, tiết kiệm phần lớn thời gian. Khi đối phó với tiểu quái ven đường, khóa yết hầu của bánh bao xâm lấn vừa hết thời gian đóng băng là xài ngay, mục tiêu bị khóa sẽ trở thành bia ngắm cho toàn đội. Nhưng bánh bao xâm lấn cũng chịu tội không ít, bởi vì người khóa yết hầu cũng không phải trạng thái vô địch, mục tiêu cũng chẳng phải rơi vào trạng thái đông cứng không thể nhúc nhích được, mục tiêu vẫn có thể dẫy dụa hai tay mà tiến hành công kích, chẳng qua phòng ngự giảm xuống khiến công kích của mục tiêu bị khóa yết hầu cũng giảm xuống 50%. Nếu không như thế, khi khóa ít hầu quỷ lùn tuần tra trước đấy, bánh bao xâm lấn đã bị lang nha bổng đánh ngã ngửa từ lâu rồi. Boss thứ hai tô mộc tranh nhắc nhở toàn đội xong, tiến lên dụ quái, thành thành thật thật, không hề dùng áp súng gì nữa. Boss lao ra, bốn người vừa mới đánh ngã một đám quỷ lùn, lại xông lên quần ẩu boss thứ hai. Bánh bao xâm lấn tiếp tục trợ giúp bằng khóa yết hầu của mình, boss thứ hai chẳng mấy chốc cũng bị tiêu diệt suốt đoạn đường sau đấy cũng không xảy ra sai lầm gì, rốt cục đã đến boss cuối cùng của phó bản rừng rậm băng xương trải ân băng xương. Không nhiều lời, nên đánh như thế nào mấy ngày nay đã nói quá nhiều từ lâu rồi, người xông lên trước tiên là hàn yên nhu của đường nhu, trải ân băng xương phát hiện rất sớm, sách đao bước nhanh nhanh đón. Hàn yên nhu nghiêng người chạy vòng đến bên cạnh trải ân băng xương, không đợi trải ân băng xương xoay người thì ra ngay thiên kích, trải ân băng xương lập tức bị hất lên trời. Hàn Yên Nhu đuổi kịp tiếp tục công kích, hơn nữa phóng ra huyễn văn đánh ra liên kích còn nhiều hơn quân mạc tiếu trước đấy bị liên kích trên không trại ân băng xương đương nhiên không thể chịu nổi lập tức dịch chuyển tức thời tránh đi diệp tu chờ chiêu này từ lâu hắn vẫn luôn chú ý phương hướng dịch chuyển tức thời của nó bấy giờ dùng ngay chiêu thuật phân thân bay qua đấy trại ân băng xương vừa dịch chuyển đến nơi đã nhận một chiêu thiên kích của quân mạc tiếu lại bị đánh bay ra bánh bao diệp tu hô một tiếng bánh bao xâm lấn đã sớm bước dài lên đón nâng tay một chảo nắm lấy khóa yết hầu cấp 4 tóm đúng luôn vào yết hầu của trại ân băng xương. Đẹp lắm Diệp Tu khen một tiếng, xoay người quăng liên tiếp ba kỹ năng công kích, chiến mâu của Hàn Yên Nhu, đạn pháo của phong sơ yên mộc, phép thuật của thích vô giúp vui đồng thời tấn công, ngay cả bánh bao xâm lấn cũng đập thẳng một cục gạch vào đầu trại ân băng xương, khiến trại ân băng xương giết gào liên tục. Trại ân băng xương thân nhỏ người nhẹ, bị tóm cổ họng là chẳng còn sức chống cự, đánh đủ 3,5 giây, không thiếu 0,1 giây nào. Ô thiên cơ với hình thái mâu của quân mạc Kiếu đã lên 25, lượng sát thương đánh ra cao hơn vũ khí tím cấp 25 của mọi người chừng 10 cấp, mũi mâu một màu trắng, khi tấn công tựa như bông tuyết ẩn hiện. Trong 3,5 giây chấp nhoáng này, bánh bao xâm lấn cũng đã ăn hai đao của trại ân băng xương. NPC cũng không thể ngu đến nổi bị kỹ năng này tóm được rồi mà vẫn ngoan cố đi tìm mục tiêu đang giữ cửu hận ở sau lưng mình được, thường là đứa nào tóm cổ mình thì chém đứa đó. Theo đó mà nói, Khóa ít hầu cũng được xem như một loại kỹ năng trào phúng sao cưỡng chế di rời thù hận của đối phương. Chẳng qua muốn dùng nó để cứu cánh thì phải tính toán kỹ càng. Lưu Manh cũng không mặc giáp có phòng ngự cao như kỵ sĩ, cho dù khóa ít hầu khiến công kích của mục tiêu giảm 50% nhưng gặp boss nào quá trâu bò thì vẫn bị nuốt tươi ngay mà thôi. Đáng thương trại ân băng xương không có bản lĩnh lớn thế, bị khóa ít hầu xong quả thực cứ như dẫy ruộng. Qua 3,5 giây, bánh bao xâm lấn buông tay xong vội vàng cắn thuốc hồi máu. Đây cũng không phải thuốc cơ bản nhất ở thôn Tân Thủ, đây là thuốc do mưu đồ bá đạo tài trợ, thuốc trung cấp do nhà bào chế thuốc nhà họ tạo ra, thích hợp cho những người hơn cấp 20 sử dụng. Trại ân băng xương được buông ra, lập tức lại đi tìm mục tiêu thù hận hiện tại của nó, Hàn Yên Nhu. Nhưng bên này quân Mạc Tiếu có vũ khí bá đạo, hô vài nhát đã đoạt được thù hận về. Mấy vấn đề này không hề đáng lo, ở đây toàn những người giỏi thao tác, đều là những người có kỹ thuật tốt để đảm đương trước MT này. Trải ân băng xương di động nhanh chóng, nhưng dưới sự vây đánh của cả bọn, thương tích đầy mình, hầu như chẳng trốn tránh được đòn nào. Khóa ít hầu của bánh bao xâm lấn đang đóng băng, cũng hóa thân thành một DPS bình thường, đi lên tay đấm chân đá, đúng chuẩn của Lưu Manh. Dùng móng đã sớm được tầm kỹ năng cấp 25 bôi độc mới học cào lên người trải ân băng xương. Trải ân băng xương gào thét liên tục, đang khốn đốn, lại muốn sử dụng dịch chuyển tức thời vừa hết thời gian đóng băng xong. Kết quả dịch thì dịch, nhưng quân mạc tiếu đã ở đấy chờ nó, chiến mâu vung lên đâm xiên nó bay về. Một tiếng bánh bao, bánh bao xâm lấn nhanh chóng đi lên, trại ân băng xương lại giống em gà nhép bị tóm cổ. Tốn mất bao nhiêu thời gian, thanh máu của trại ân băng xương cũng sắp chuyển sang màu đỏ. Đối phó với trạng thái màu đỏ này, cả đội sớm đã luyện đến nhuần nguyễn rồi. Hiện tại có vũ khí tím, tuy khi giết tiểu quái thì hơi biến hóa so với lúc luyện tập, nhưng đối mặt boss thì nên đánh thế nào thì đánh thế ấy hơn nữa lại là một đám người có thao tác tốt, không lo lắng việc sẽ lỡ tay khi đối mặt với trại ân băng xương đang siêu tốc như những cao thủ bình thường. Vì thế rốt cuộc đại chiêu lốc xoáy băng đao của trại ân băng xương khi rơi vào trạng thái máu đỏ chưa xuất hiện được lần nào đã bị năm người hiếp đáp từ đầu đến đuôi, cuối cùng lại bị bánh bao xâm lấn tóm ít hầu lần nữa, không cam lòng mà treo cổ trên tay bánh bao xâm lấn. Hoàn thành phó bản, hệ thống cũng đồng thời thông báo, chúc mừng các thành viên của mưu đồ bá đạo là thích vô giúp vui, quân mạc tiếu, phong sơ yên mộc, bánh bao xâm lấn, Hàn Yên Nhu phá vỡ kỷ lục qua phó bản rừng rậm băng xương, thành tích 13 phút 05 giây 47. Thành công, 5 người lúc này đều có phản ứng. Bánh bao xâm lấn nhìn hệ thống tin tức cười ha ha, ha 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 ha, vũ khí bí mật lên TV. Đường Nhu còn mở lại bảng thành tích kỷ lục, nhìn thành tích có sự tham gia của mình, cảm thấy thật thỏa mãn. Tô Mộc Tranh thì sao? Chỉ im lặng mỉm cười trước màn hình. Về phần Diệp Tu, bạn bánh bao gà mở thế mà phát huy hoàn mỹ suốt cả hành trình, không bị ngốc chỗ nào, thực con mẹ nó khiến hắn kích động vô cùng. Tính ra thì phản ứng của thích vô giúp vui lại có vẻ bình thường. Dù sao người hiện tại dùng ớt này cũng là hội trưởng mưu đồ bá đạo, một cái kỷ lục phó bản rừng rậm băng xương mà thôi, tuy rằng thực kinh người, nhưng chưa đến mức kích động đến nhảy nhót hoa tay múa chân. Kênh công hội của mưu đồ bá đạo cũng một phen náo nhiệt, mọi người tích cực lên tiếng khen ngợi sự uy vũ của tổ năm người, xem ra không ma nào nhìn thấy câu không ai nhìn kênh tin tức đâu của thích vô giúp vui trước đấy thật rồi. Diệp Tu đang chuẩn bị phát biểu vài câu, đột nhiên trên màn hình nhảy ra một cửa sổ, máy 84 khu 100 gọi hai chai coca, bất đắc dĩ đứng dậy, lấy coca đưa đi về phía đấy. Khi trở về, nhìn thấy đường nhu đang đứng lắc lửa ở trước quầy, vừa thấy hắn đã hỏi kỷ lục này đã đạt cực hạn chưa? Cực hạn, còn chưa đến đâu, vẫn chưa phải cực hạn sao? Vì sao? Đường nhu hỏi bởi vì đội ngũ của chúng ta không phải là tổ hợp các nghề tốt nhất diệp tu nói tuy mỗi người đều có thể đánh bất kỳ phó bản nào nhưng muốn theo đuổi hiệu suất lại cần một tổ đội gồm các nghề tốt nhất đội ngũ của diệp tu không phải tốt nhất nhưng đối thủ cạnh tranh của họ gia vương triều cũng giống thế chỉ đi qua bản rừng rậm băng xương mà thôi thân là tuyển thủ chuyên nghiệp bọn lưu hạo cũng không quá nghiêm trọng vấn đề huống chi mỗi tuyển thủ đều có tinh thông một nghề tạm đổi nghề giống như hậu vệ lại đi thay tiền vệ trong bóng đá vậy tuy tố chất thân thể vẫn có, nhưng phát huy được hay không lại là chuyện khác. Lại nói tiếp, tổ hợp các nghề của bọn Lưu Hạo dù không phải tốt nhất, nhưng đỡ hơn 5 người bên Diệp Tu. Đáng tiếc rằng bọn Lưu Hạo chưa phát huy hết sức, bởi vì gã cũng chẳng ngờ sẽ có cao thủ đẳng cấp chuyên nghiệp tranh cao thấp với mình ở phó bản này, với gã, đấy chỉ là một chuyến phá kỷ lục phó bản của người chơi bình thường, dễ như trở bàn tay, tùy tiện phát huy một chút là được. Gã không cố gắng trăm phần trăm, mà Diệp Tu thì sao? hắn phải xem thành tích của đám lưu hạo, tập trung vào đấy mà cố gắng phát huy đến cực hạn, ung dung đẩy kỷ lục của bọn họ xuống. Lần phá kỷ lục này, lưu hạo đáng thương bị đánh du kích rồi. Đơn giản vì gã ở ngoài sáng mà Diệp Tu lại ở trong tối, kỹ năng trào phúng, kỹ năng gây thù hận. chương 106, rốt cuộc đang làm gì? Câu lạc bộ ra thế, lưu hạo ở trong phòng của mình thoải mái mà xem phim. Tuy rằng lần trước ban đêm bị Diệp Tu cho ăn một bụng tức ở tiệm nét, nhưng nghĩ đến tên kia nghèo đến mức phải làm nhân viên trông nét, tâm trạng của Lưu Hạo vẫn nhanh chóng sung sướng trở lại. Đuổi được Diệp Thu, gã vẫn là đội phó của chiến đội gia thế, nhưng tình trạng này lại khiến gã vô cùng hài lòng. Tiếng nói bây giờ của gã rất có trọng lượng ở câu lạc bộ, tôn tường kia cũng chỉ là người mới đến, sự việc trong đội trước mắt đều do đội phó như gã phụ trách. Mà tên nó cũng chỉ là một thằng nhóc xanh, vài câu khen tặng đã bị dụ đến không phân biệt được Đông Nam Tây Bắc, vừa hay để làm một đội trưởng bù nhìn nếu chiến đội xảy ra chuyện, nhất định do đội trưởng đứng mũi chịu sao. hỏa chú chịu, phục anh tới, quá hài hòa cân đối luôn. Sao cũng là do cái tên Diệp Thu kia khó đối phó, cứng mềm không ăn, hao hết sức mới lật đổ được. Lưu Hạo đang ảo tưởng cuộc sống tươi đẹp sau này của mình, bỗng nhiên nhạc chuông vang lên. Dạng sáng nửa đêm, không phải việc gấp chắc chắn chẳng ai gọi điện thoại đến, Lưu Hạo cầm lên nhìn, là hội trưởng của gia vương triều Trần Giả Huy. Lưu Hạo cũng là một tuyển thủ chuyên nghiệp từng trải, lại là đội phó chiến đội biết rất rõ giá trị quan trọng của những công hội được câu lạc bộ nâng đỡ trong game online vì vậy gã đã sớm cấu kết với người phụ trách chức hội trưởng của công hội gia vương triều trần dạ Giả huy giải đấu vòng tròn của vinh quang cũng không phải hoàn toàn tách khỏi mạng internet những nhân vật cấp thần hiện nay trong liên minh chuyên nghiệp dù có mạnh đến đâu cũng chỉ là những tấm thẻ bình thường một nhân vật bình thường lúc ban đầu sau này mới từng chút luyện dần đắp đồ lên đấy đúng là câu lạc bộ có được thẻ tài khoản nhưng số liệu của từng nhân vật trong thẻ tài khoản vẫn được lưu trữ trong kho dữ liệu của game online Vinh Quang mà thôi. Câu lạc bộ tiến hành nghiên cứu mở rộng các loại trang bị tự chế, vẫn phải dùng đến hệ thống chỉnh sửa trang bị mà bất kỳ ai cũng có thể dùng trong game online, những vật dụng tiêu hao trong quá trình nghiên cứu cũng đều từ game online mà ra. Công hội đối với câu lạc bộ chính là một đơn vị tuyên truyền, lại còn là một bộ phận hậu thuẫn đầy đảm bảo, khi thì phát hiện ra mầm tốt của tuyển thủ chuyên nghiệp, lúc lại trở thành thanh vũ khí đả kích các câu lạc bộ khác. Tất cả câu lạc bộ đều bồi dưỡng thế lực công hội của mình trong game online, nếu không có công hội, không nói đến thứ khác, chỉ riêng việc nghiên cứu phát triển trang bị tự chế thôi, tất cả các vật liệu sẽ phải tự bỏ tiền thu mua. Một lần hai lần còn được, liên tục đập tiền thì không phải cách hay. Mỗi một người chủ kinh doanh câu lạc bộ, đều vì lợi nhuận, vì kiếm tiền, chứ không phải ném tiền qua cửa sổ. Trần Dạ Huy là hội trưởng công hội Gia Vương Triều, tuy hầu hết trong công hội đều là người chơi bình thường, nhưng chức vụ hội trưởng này, nhất định phải có quan hệ thuê mướn với câu lạc bộ, nói theo một mức độ nào đấy, Trần Già Huy được coi là quản lý của một bộ phận, một cấp dưới trong câu lạc bộ. Lưu Hạo cầm lấy di động, trên mặt lại suy ngẫm khó lường. Hiện nay Trần Già Huy luôn bày ra vẻ khép na khép nép trước mặt gã, theo suy nghĩ của gã thì trông có chút làm quá rồi. Tuyển thủ chuyên nghiệp đối với việc kinh doanh câu lạc bộ cũng có chút ảnh hưởng, nhưng song phương không phải quan hệ cấp trên cấp dưới, nói đúng ra hai người hiện tại có thể gọi là đồng minh. Hành động của Trần Giả Huy lại cứ như hắn ta là cấp dưới của gã vậy, khiến cho người ta phải nghiền ngẫm. Loại cảm giác này rất giống cách gã ứng xử với Tôn Tường. Trong lòng ngẫm vậy, Lưu Hạo nhận điện thoại, "Lưu đội sao, đang nghỉ ngơi à?" "Không, có chuyện gì vậy? Kỷ lục phó bản rừng rậm băng xương bị phá rồi." Trần Giả Huy nói. "Hả, bị phá?" Trên mặt Lưu Hạo hiện lên chút kinh ngạc, chỉ là kỷ lục một phó bản nho nhỏ, gã cũng chả nhảy phát lên như lửa cháy đến nơi được. Kinh ngạc chỉ bởi vì tuy thành thích ấy chưa dốc hết toàn lực, nhưng chỉ ít cũng do tuyển thủ chuyên nghiệp đánh ra, muốn phá được phải có thực lực nhất định, chả nhẽ là tuyển thủ chuyên nghiệp của nhà khác. Công hội nhà ai phá? Lưu Hạo hỏi, công hội nào tức câu lạc bộ đứng sau đó? Mưu Đồ Bá Đạo, Trần Dạ huy đáp, người của Bá Đồ sao? Lưu Hạo nghi hoặc một chút, câu lạc bộ Bá Đồ là câu lạc bộ đứng sau công hội Mưu Đồ Bá Đạo, dưới chương chiến đội Bá Đồ là đội ngũ đã đánh úp được phương triều 4 lần quán quân liên tiếp của gia thế. Cao thủ át chủ bài của bá đồ là Hàn Văn Thanh, tài khoản Đại Mạc Cô Yên, nghề nhà quyền Pháp, được vinh danh quyền hoàng trong vinh quang, là một trong những nhân vật cấp thần như đấu thần. Tuy bá đồ và gia thế được xem nhau như kẻ thù truyền kiếp, có điều sẽ đến mức so đo với một kỷ lục phó bản nhỏ nhoi như rừng rậm băng xương sao, và vì một kỷ lục khó phá mà đặc biệt mời tuyển thủ chuyên nghiệp đến. Khả năng không lớn, nếu trong thần chi lĩnh vực thì còn miễn cưỡng tin được. Công hội là mưu đồ bá đạo, nhưng người hoàn thành phó bản lại không phải. Trần Dạ Huy nói, thế là thế nào, Lưu Hạo khó hiểu, trong đội ngũ này có một nhân vật tên là Quân Mạc Tiếu, tên này hiện tại rất nổi tiếng ở khu 10, ở thôn Tân Thủ Chiếm đầu được 3 lần, kỷ lục từng được duy trì trước đấy ở rừng rậm băng xương cũng do hắn giúp Lam Khê Các đoạt được. Sau đó hắn dẫn theo một đội người cướp được lần giết đầu tiên của huyết xạ thủ từ tay ba công hội lớn, rồi giúp mưu đồ bá đạo cướp được lần giết đầu tiên của thương nhân quỷ lùn, hiện tại lại giúp mưu đồ bá đạo phá được kỷ lục phó bản rừng rậm băng xương. Trong đội ngũ 5 người của họ, có 4 người đến lúc đấy mới thêm vào công hội mưu đồ bá đạo, hẳn do quân Mạc Tiếu kéo tới giúp đỡ cả. Trần Dạ Huy lần này rất chú trọng khai hoang khu mới, tự mình chỉ dẫn công việc, phái người lập ức lôn trà trộn vào các công hội lớn, mấy tình báo linh tinh cũng biết được kha khá. Lưu Hạo vừa ngẫm nghĩ những chuyện Trần Dạ Huy kể, nét mặt biến đổi ngay ý của cậu là Quân Mạc Tiếu có thể là Diệp Thu hay không? Trần Dạ Huy nói, Lưu Hạo cũng đang hoài nghi vấn đề này, gã chợt nhớ tới ngày nhìn thấy tên kia ở tiệm nét hình ảnh trên máy tính chẳng phải là vinh quang sao ngày đó diệp thu đang chơi vinh quang cậu có chú ý được tên nhân vật là gì không lưu hạo hỏi em có nhìn nhưng không thấy rõ trần dạ huy tỏ vẻ tiếp nuối chỗ kia anh không tiện đến cậu cũng đừng lộ diện tìm đại một người đến xem thử nhìn tên nhân vật của hắn ta có lẽ không khó đâu nhỉ lưu hạo nói em sắp xếp cả rồi hiện tại đã có người qua đấy trần dạ huy nói được chúng ta biết rõ rồi nói sau lưu hạo nói anh cứ chờ điện thoại của em trần dạ huy nói cúp điện thoại lưu hạo làm gì còn hứng thú xem phim diệp thu đã bị đuổi đi nhưng mỗi khi nghe đến tên kia trong lòng gã luôn thấy bất an nhất là lúc này diệp thu và vinh quang xuất hiện cùng nhau thì càng thêm đáng sợ địch lưu hạo đứng dậy chạy tới phòng tắm hung hăng rửa mặt chỉ mới hơi nghi ngờ mình đã lo lắng đến thế dù thật sự là diệp thu thì sao chứ hắn cũng đã giải nghệ chơi vinh quang chẳng phải chỉ để giết thời gian thôi ư bằng không cái tên kia trừ chơi vinh quang còn có thể làm gì lưu hạo cứ không ngừng mà nghĩ như vậy nhưng chẳng biết tại sao trong đầu lại luôn xoay quanh lời diệp thu nói trong phòng họp trước khi rời đi anh còn chưa đến bước đường cùng anh sẽ trở về lưu hạo ở trong phòng nôn nóng bất an khi thì cảm thấy không khí ngột ngạt liền mở cửa sổ hồi lại cảm thấy khát liền đi uống nước lúc lại cảm thấy quá nóng liền mở điều hòa chịu dày vào hơn nửa buổi rốt cuộc di động lại vang, khẩn cấp nhận cuộc gọi. Là Diệp Thu, thanh âm khẳng định vang lên từ điện thoại, tựa như một chậu nước lạnh đang hắt thẳng xuống. Lưu Hạo lúc này quên phát một đống lý do tự an ủi mình lúc nãy, nhanh chóng thất thố, mẹ kiếp nhà hắn chứ, cứ như như âm hồn không tiêu tán, đến thế rồi mà vẫn nhắm mãi vào anh mày. Anh hiểu rồi, từ ngày nhìn thấy chúng ta đứng cạnh nhau, hắn đã biết kỷ lục của gia vương triều do chúng ta tạo nên, thế nên mới lập tức gia nhập đối thủ một mất một còn của gia thế là công hội bá đổ, sau đó đạp kỷ lục của chúng ta xuống. Thằng này não bị úng nước hả? Kỷ lục của phó bản rừng rậm băng xương thôi mà, chẳng lẽ anh mày sẽ để ý ư? Nếu như hắn vẫn tiếp tục nhầm vào chuyện này, Trần Dạ Huy nói, đừng nóng vội, kỷ lục mới của hắn là bao nhiêu? Lưu Hạo hỏi, 13 phút 5 giây 47, Trần Dạ Huy nói, ha 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 ha, ha Lưu Hạo nghe thành tích này liền cười to, cũng chả có gì lợi hại sất, để xem hắn lợi hại cỡ nào, cậu đừng vội, anh lại phá về ngay ấy mà, Lần trước vốn chẳng phải toàn lực của chúng ta, hơn nữa những nghề ấy còn chẳng phải tổ hợp chức nghiệp tốt nhất để đi rừng rậm băng xương. Vậy tổ hợp chức nghiệp tốt nhất là gì? Em làm ngay tài khoản cho." Trần Dạ Huy nói, "Không cần, như lần trước cũng được." Lưu Hạo nói, "Nhưng các tài khoản lần trước đã quá cấp 25." Trần Dạ Huy tỏ vẻ, "Em lại đi tìm đã." "Đúng rồi, cậu bảo đội ngũ kia, bốn người đều mới vào bá đồ." "Trừ bỏ Diệp Thu, còn lại là những ai?" Lưu Hạo hỏi. Là ai thì không rõ lắm, kỳ thật một pháp sư chiến đấu là Hàn Yên Nhu, một lưu manh là bánh bao xâm lấn, còn có một bậc thầy pháo súng là Phong Sơ Yên Mộc. Trần Dạ Huy nói, bậc thầy pháo súng Lưu Hạo nhấn mạnh xác nhận điều này lần nữa, trong lòng đã nghĩ ngay tới một người, có điều, không có chứng cứ gì, cũng không dám chắc chắn. Về phần hai người khác, trong lòng gã chẳng có chút manh mối gì lúc bấy giờ. Theo gã thấy, có thể phá kỷ lục của họ, người giúp đỡ cũng phải đạt cấp chuyên nghiệp, nếu không chỉ bằng mỗi diệp thu, năng lực lớn đến mấy cũng không thể nào. Đúng rồi, Diệp Thu lần này chọn nghề gì? Lưu Hạo đột nhiên hỏi. Không chức nghiệp, không chức nghiệp, cấp 25, không chuyển nghề. Tên này, rốt cuộc đang làm gì a? À? Lưu Hạo lại thấy khó chịu. Chẳng lẽ là muốn chơi tán nhân? Chuyện này không thể nào, tuy hạn chế cấp 50 ở tán nhân giờ có thể đột phá được. Nhưng trong giới chuyên nghiệp đã kết luận tán nhân là không có giá trị từ lâu rồi. Ngoại trừ việc mang vũ khí rất nặng, còn có thời gian đóng băng khi thay vũ khí, kỹ năng lại dườm ra. Tán nhân vốn xuất phát từ người chơi, không phải nghề do vinh quang thiết kế nên, nó gặp phải rất nhiều chướng ngại không thể vượt qua được. Công ty trò chơi chắc chắn cũng sẽ không vì một nghề chẳng có trong bản thiết kế mà chỉnh sửa gì, hoàn toàn chẳng có tương lai. Nhưng, nếu bảo trong vinh quang có ai chơi tốt được tán nhân, người mà ngay cả Lưu Hạo cũng nghĩ đến đầu tiên chính là Diệp Thu, nghĩ đến đây, nhịn không được lại cảm thấy bất an. Này, Lưu đội, anh còn nghe máy không đấy? bên kia đầu dây điện thoại Trần Giả Huy liên tục hỏi. Còn, vậy cậu giúp anh tạo một tài khoản, tốt nhất là chưa gia nhập công hội nào, cấp 20, nghề nào cũng được. Lưu Hạo nói, sao XXX đội cách xưng hô với đội trưởng. chương 107, nhân viên thử nghiệm, kỷ lục phó bản rừng rậm băng xương lại bị phá lần nữa, đương nhiên lại nổi lên một đợt tranh luận. Những người mới thì đành thôi, họ không rõ trong đấy có chỗ nào cao siêu, nhưng còn những tay giả đời đến khai hoang trong các công hội lớn lúc này đều thầm hít khí lạnh. Cuộc cạnh tranh kỷ lục ở rừng rậm băng xương chưa bao giờ kịch liệt thế này, mà thành tích sau còn dữ dội hơn thành tích trước. Kỷ lục trước đấy đã là cao nhất cả 10 khu, không ngờ chỉ sau vài ngày đã bị phá tiếp, hơn nữa mức độ tranh lệch còn rất lớn, cứ như có thể nâng tiếp được vậy. Khu 10 quả là ngọa hổ tàng long mà, trừ quân mạc tiếu ra, mấy người kia là ai thế? Lam Hà đang ở trong phó bản nói thầm với người bên cạnh. Tay già làng như họ đều hiểu rõ muốn giật kỷ lục không phải chỉ một đại cao thủ tỏa chấn là có thể đột phá được, mà phải cần sự cố gắng của một nhóm cao thủ. Danh sách phá kỷ lục lần này trừ quân mạc tiếu ra thì mấy đứa châu bò còn lại đều lạ mặt cả, hoàn toàn không biết nhảy ra từ đâu. Chỉ có một người là của mưu đồ bá đạo, còn lại đều tạm gia nhập. Hệ châu đáp, cũng giống như gia vương triều, bọn họ cũng có nick nhỏ nằm vùng ở mưu đồ bá đạo, tin tức này điều tra được rất dễ dàng. Bánh bao xâm lấn hình như nhìn thấy ở nơi nào rồi. Lam Hà lầm bầm, cái tên bánh bao xâm lấn này cá tính quá mà. Người giết huyết xạ thủ, hệ châu nhớ đến, Lam Hà ngẩn ra, đó, đó chẳng phải người quân mạc tiếu vô tình gặp được sao. Tôi cũng nhớ là vậy, cứ thế, mang theo là có thể lập kỷ lục được luôn. Lam Hà thật sự cảm thấy rất khó hiểu, cậu đơn giản trực tiếp PM cho quân mạc tiếu, người anh em, chúc mừng lại lên TV. Mãi không thấy đáp lại, Diệp Tu đang đưa coca cho khách. Đợi một hồi hộp thoại chợt nhấp nháy, mở ra thấy xa tiền tử của Trung Thảo Đường, rốt cuộc đang diễn gì vậy? Tôi chả hiểu gì sất, chỉ một cái phó bản rừng rậm băng xương thôi mà, cần liều đến thế ư. Ông hỏi tôi làm gì? Ông nên đi hỏi mưu đồ bá đạo chứ? Lam Hà trả lời, không thêm bạn với nó. Lý do của xa tiền tử quá thật thà làm Lam Hà hết chỗ nói, tắt khung thoại bơ luôn, chờ quân Mạc Tiếu nhắn lại. Một lát sau cuối cùng cũng nhận được tin nhắn, ha ha, may mắn may mắn cao thủ trong đội ông bạn ở đâu ra thế, từ trước đến giờ tôi chưa từng nghe qua, Lam Hà cũng không vòng vèo, à, đều là tôi đúng lúc nhờ vả để góp đủ nhân số đó. Diệp Tu nói, châu bò ghê ta, Lam Hà khen, ha ha, cũng không phải khen mình, Diệp Tu không thèm khiêm tốn hộ. Người anh em ông nhớ thăng cấp nhanh chút ha, tôi chờ ông lên đến 27 đó. Lam Hà nói, Diệp Tu ngẩn ra, lập tức nhớ đến, Lam Hà này cũng khá danh mãnh, cấp 27, đó là đẳng cấp cao nhất của phó bản Mai Cốt Chi Địa. Tuy rằng cấp 23 đã có thể đi được, lại chẳng có công hội nào vội vã hẹn hắn phá kỷ lục, thì ra đang đợi đến cấp 27 để một mẻ hốt luôn. Xem ra tình trạng phá đi phá lại kỷ lục đã làm cho cả bọn sợ hãi. Nếu dựa vào lực lượng nhà mình mà phá đi phá lại cũng không sao cả, một kẻ viện trợ lấy tiền như Diệp Tu, còn chẳng phải sẽ cắt cổ vào phút cuối cùng sao? Ha ha, đến lúc đó rồi nói sao Diệp Tu vẫn cứ lập lờ như trước hiện tại điều hắn khó hiểu chính là, trong ba công hội lớn, Lam Khê Các và Mưu Đổ Bá Đạo đều mời hắn rất nhiều lần, nhưng vì sao Trung Thảo Đường lại chưa liên hệ với mình lần nào? Ngoài ra còn có một số công hội lớn, nếu cần cũng có thể tìm đến mà, chẳng lẽ đang ngượng ngùng. Diệp Tu đang suy ngẫm phía mưu đồ bá đạo đã đưa thù lao tới. Mười lông sói trắng, kể cả pháp trượng điểm băng mà sau mấy ngày cả công hội điên cuồng cầy cấy rốt cuộc cũng rất ra, dạ độ hàn đàm không hề nuốt lời, giao đủ cho quân mạc tiếu, lập kỷ lục xong kế tiếp là đi luyện cấp thích vô giúp vui kia cũng chưa rời khỏi đội đi theo bốn người tiếp tục đánh phó bản trên lý luận thì cả đám có thể tiếp tục khiêu chiến hơn nữa đường nhu cũng nóng lòng muốn thử lại nghiêm túc vô cùng nhưng bánh bao xâm lấn đi một nhát lại sai một nhát phá kỷ lục lại đều thành mây trôi diệp tu thở dài hắn phát hiện bánh bao xâm lấn đôi khi không bình thường đúng là chẳng phải chuyện tốt đẹp gì bây giờ diệp tu cũng không định phá lại kỷ lục làm gì nói thẳng ra hắn mệt mỏi sự tận tâm và trả giá cho phó bản này của hắn còn nhiều hơn cả bốn người kia cộng lại, từ việc chỉ dạy lúc đầu, tự điên cuồng luyện cấp, giúp đường nhu luyện cấp, mang tô mộc tranh luyện cấp, không hề rảnh rỗi gì. Trong 10 phút lập kỷ lục vừa rồi, hắn phải vừa chỉ huy vừa chú ý mọi người và còn là người khống chế nhiều quái nhất, khá hao tâm tốn sức, bây giờ hắn chỉ muốn chơi đùa bình thường để nghỉ ngơi chút thôi. Sau khi bánh bao sâm lấn lại sai sót, mọi người đều thả lỏng, không hề theo đuổi hiệu suất nữa, vừa nói vừa đánh. Thích vô giúp vui vẫn chẳng giống đứa thích vô giúp vui gì cả, không hề nói gì, mọi người đương nhiên không biết, người này đang nhắn tin tới lui với dạ độ hàn đàm. Hàn yên nhu với bánh bao xâm lấn, hai người đó là tay mới. Người điều khiển của thích vô giúp vui hội trưởng mưu đồ bá đạo tưởng du cũng là một lão tướng của Vinh Quang, sau hai ngày quan sát, đối với chuyện này rất tự tin. Tay mới, đúng vậy, nhưng thao tác rất chắc, học rất nhanh, có thể thành cao thủ. Tưởng du nói, vậy còn hai người kia, quân mạc tiếu kỹ thuật chiến thuật suy nghĩ kinh nghiệm của người này không thể biết cụ thể là mạnh cỡ nào đâu phó bản như rừng rậm băng xương nhìn không ra được nhiều hắn rất có thể là tuyển thủ chuyên nghiệp nhưng nghe chú bảo mỗi ngày hắn có rất nhiều thời gian lock in thế thì có lẽ không phải rồi tuyển thủ chuyên nghiệp không có thời gian chơi nick nhỏ lâu vậy đâu nhỉ tưởng du nói liệu có thể là tuyển thủ chuyên nghiệp vừa mới giải nghệ hay không dạ độ hàn đàm nghe hội trưởng phân tích xong không khỏi nhớ đến một người chú đang bảo đại thần diệp thu sao nếu đúng vậy thật thì vinh hạnh cho anh lắm đấy nhưng anh vẫn không rõ một chuyện không biết chú có chú ý không tưởng du nói chuyện gì vũ khí của hắn vũ khí đúng vậy anh chú ý mấy ngày rồi không phải hắn thay đổi vũ khí liên tục khi chiến đấu mà là vũ khí của hắn có thể tùy thời biến hình hiện tại anh mới thấy ba loại hình thái là chiến mâu kiếm và súng thôi tưởng du nói có loại vũ khí như vậy sao cho nên chắc chắn là hàng tự chế vậy nên anh nghĩ tên này có thể là người của câu lạc bộ nào đang thử nghiệm vũ khí bạc tưởng du nói a à, dạ độ hàn đàm mới kịp phản ứng nhân tài trong các câu lạc bộ chuyên nghiệp đều rất nhiều dù chỉ là một nhân viên nghiên cứu thôi cũng đã có trình độ rất cao trong vinh quang trong đó có tuyển thủ chuyên nghiệp giải nghệ xong ở lại làm có những người trình độ kỹ thuật không đủ tiêu chuẩn làm tuyển thủ chuyên nghiệp nhưng lại khá nắm chắc lý thuyết những người đó tuy rằng không lợi hại bằng tuyển thủ chuyên nghiệp nhưng đủ tung hoành một gói trong game hơn nữa hiện tại vẫn còn đang trong giai đoạn cấp thấp. Trước đây anh chưa thấy qua món vũ khí bạc nào có thể biến hình như vậy, nên anh nghĩ hắn đang ở đây kiểm tra tính thực dụng của nó. Trước mắt hắn vẫn đang sử dụng món vũ khí này, chứng tỏ rằng vũ khí này cao lắm cũng mới 25, nếu giá trị thực dụng của nó hữu hạn, đương nhiên sẽ không tiếp tục tiêu tốn thời gian, tinh thần, tài lực hay công sức để tiếp tục nâng cao nó nữa. Tưởng Du nói, khó trách tên này không chuyển nghề. Dạ độ hàn đàm nói, vũ khí nọ, thiết kế thế này quả thực chuyên để tán nhân sử dụng tưởng du nói bởi vì đến thử nghiệm vũ khí cho nên hắn mới thử hợp tác tổ đội với nhiều loại người khiêu chiến đủ loại kỷ lục chỉ để thử uy lực của nó dạ độ hàn đàm hết sức hài lòng với suy đoán này của mình nhưng mà nếu là khu mới không có nhiều vật liệu vũ khí này lúc đầu được tạo ra thế nào em nghĩ mãi không ra dạ độ hàn đàm nói chuyển từ khu cũ đến tưởng du nói mang theo vũ khí thì chuyển kiểu gì Dạ độ hàn đàm khó hiểu, chuyển khu thì chỉ có thể trở thành nick cấp một rỗng tuyết thôi. Trang bị tự chế có thể gửi vào hệ thống chỉnh sửa trang bị, không tính vật phẩm trên người. Tưởng Du nói, nhân vật cấp cao của một công hội lớn như gã, cũng coi như người của câu lạc bộ rồi, kiến thức đương nhiên phải rộng rãi hơn. Người chơi bình thường sao có thể tiếp xúc với trang bị tự chế được, càng không thể biết điều này. Thì ra là thế, dạ độ hàn đàm nói, nói vậy thì việc hắn điên cuồng đòi lấy vật liệu, hẳn là dùng cho món vũ khí bạc này chuyện này anh cũng không biết nhiều lắm tưởng du bó tay nếu gã biết làm trang bị tự chế thì đã là nhân tài bộ kỹ thuật rồi gã đang làm hội trưởng đây thuộc loại nhân tài bộ quản lý tóm lại chú cứ tiếp tục chú ý hắn nếu giống như dự đoán thì đừng phí sức lôi kéo nữa tưởng du nói vâng dạ độ hàn đàm không nói thêm gì nữa hai người ngừng nói chuyện được một lúc tưởng du đang đánh tiếp phó bản với đội dạ độ hàn đàm lại đột nhiên pm sang anh còn chưa nhắc đến người còn lại á à? gọi là cái gì ý nhỉ cái tên đầy tính thơ văn phong sơ yên mộc của tô mộc tranh thật sự rất cổ quái vĩnh viễn không bằng cái tên bánh bao xâm lấn đọc phát nhớ luôn à người này hả người này thường thôi vừa rồi đánh bậy đánh bạ thế nào mà đánh ra được một lần áp súng trong phó bản làm anh chú hết cả hồn còn lại thì phát huy bình thường chỉ là một nhân vật ổn trọng không gây sai lầm thôi cần lôi kéo không người này có thể đúng lúc nhờ vả như vậy xem ra khá thân quen với quân mạc tiếu anh thấy lôi kéo không nổi đâu Tóm lại chú cứ chú ý Hàn Yên Nhu và bánh bao xâm lấn trước đi, hai người này rất có tiềm lực, hơn nữa lại là người mới, có lẽ quân Mạc Tiếu cũng mới phát hiện trong trò chơi thôi, chú cố gắng tranh thủ một chút. Tưởng Du phân phó, được, em hiểu rồi, hai người tắt không thoại, tưởng Du dùng thích vô giúp vui đi theo quan sát bốn người này từ rừng rậm băng xương lại đến Mai Cốt Chi Địa, qua một hồi quan sát tỉ mỉ, cách nhìn đối với bốn người vẫn như trước đây, tin chắc rằng mình không nhầm lẫn gì. Đánh xong hết toàn bộ phó bản, tưởng du tạm biệt đầu tiên, Tô Mộc Tranh cũng đi nghỉ ngơi, bánh bao xâm lấn bấy giờ không đi đấu trường bắt nạt người khác một ngày thì ngứa tay vô cùng, cũng chạy đi bắt nạt người khác. Cuối cùng còn lại Diệp Thu và Đường Nhu, hai người yên lặng cầy cú trong khu luyện cấp. Mà bên câu lạc bộ ra thế, sau khi Trần Giả Huy tìm được thẻ tài khoản theo yêu cầu của Lưu học qua mấy đêm thì đưa đến. Lần này ra vương triều ở khu 10 là do hội trưởng tự mình chỉ đạo làm việc, tạo một tài khoản mới dĩ nhiên nhanh nhẹn hơn ba công hội lớn rất nhiều. Diệp Thu, cho mày thấy sự lợi hại của tao." Lưu Hạo gọi đủ người, bộ mặt giữ tợn ngồi trước máy tính, mang theo đoàn người vọt vào phó bản rừng rậm băng xương, lần này cũng phát huy hết sức lực, không chút thành thơi. Một lát sau, hệ thống khu 10 lại phát ra một thông báo, Gia vương chiều phá vỡ kỷ lục phó bản rừng rậm băng xương, thành tích 12 phút 55 giây 42. Chương 108, Ly hận kiếm, trong mắt người chơi đó đã là kỷ lục cao nhất rồi, thế mà lần này lại có thêm một cái mới nữa phó bản rừng rậm băng xương của khu 10 này rốt cuộc bị sao vậy? Tự dưng rước về một đống anh hùng cố gắng mà vái lại. Lúc này trời vừa hửng sáng, đảng cú đêm vốn đang buồn ngủ, thế mà vừa nhìn thấy tin hệ thống hiện lên đều lập tức tỉnh táo, thảo luận thảo luận, bàn tán bàn tán, kênh trò chuyện của mỗi công hội nhất thời đều náo nhiệt hơn hẳn giờ vàng 8 giờ. Cạnh tranh, chắc chắn đang cạnh tranh nhau. Em đăng hoa giả dạ của Lam khê các cảm khái, chẳng phải hai nhà này là địch thủ sống chết của nhau sao? giờ thì công hội cũng cạnh tranh gay gắt ở khu mới Á. Nhưng mà kỷ lục này thật đáng sợ, quân Mạc Tiếu thì không nói làm gì, chúng ta đều chứng kiến thực lực của hắn rồi, nhưng bên gia vương triều kia là ai? Lam Hà nghi hoặc, năm người phá kỷ lục lần này cũng khác hoàn toàn lần trước. Hệ Châu nhìn bảng xếp hạng, thứ nhất và thứ ba đều là đội ngũ của gia vương triều, kẹp ngưu đổ bá đạo ở giữa. Xem ra có người đánh hộ, chỉ là dùng tài khoản của gia vương triều thôi. Lam Hà nói, rất dễ nhận ra, hệ châu nói ha ha chả biết bên mưu đồ bá đạo sẽ thế nào đây lại đi mời quân mạc tiếu sao lam hà cười xấu xa đương nhiên cậu cũng biết giá mời quân mạc tiếu một lần không hề ít mưu đồ bá đạo bị gây sức ép trong lòng lam hà thầm sung sướng người thầm sướng trong lòng đương nhiên không phải chỉ có mỗi cậu sa tiền tử cũng gửi tin nhắn qua sướng nhở chuẩn lam hà vui tươi hớn hở khó có khi nào cậu và sa tiền tử cùng vui mừng như vậy. hai nhà này đang muốn vùng lên hở Sa tiền tử nói, không rõ lắm, gia vương triều đã lâu không có hành động gì to lớn. Lam Hà nói, câu lạc bộ gia thế vừa mới xóa cũng dựng mới mà, công hội cũng phải gây dựng danh tiếng lại, đúng lúc thì ra tay với công hội của địch thù ở khu mới luôn, còn gì đáng nghi ngờ nữa chớ. Sa tiền tử nói, gia vương triều có thực lực này sao? Đậu hóa, ông nhìn không ra hả, có cao nhân tương trợ đấy, ông nghĩ kỷ lục kiểu này mình lập được sao? Sa tiền tử trả lời, Lam Hà không lên tiếng, cậu phải thừa nhận rằng, kỷ lục trước mắt của phó bản rừng rậm băng xương đã vượt qua phạm vi năng lực của người chơi bình thường như họ rồi. Rốt cuộc ai là người đánh hộ cho gia vương triều? Lam Hà đoán thử, chẳng lẽ ra thế điều động cả tuyển thủ chuyên nghiệp chỉ để đánh một phó bản nhỏ nhoi thế này? Không đến mức vậy đâu ha. Trong lúc các công hội khác đang đoán giả đoán non, bên kênh công hội mưu đồ bá đạo cũng đầy bực dọc. Địch, có cần đến mức vậy không? Tranh nhau thế cơ à? Dạ độ hàn đàm trợn mắt há mồm, phó bản này thật sự làm gã trông tiểu tụy thấy rõ rồi. Tất cả mọi người trong công hội đều không lên tiếng, ai cũng không biết phải nói gì cho phải. Kỷ lục của phó bản vốn phải phá đi phá lại, nhưng bây giờ cứ thấy như có thứ gì cổ quái ẩn ẩn trong đó. Trời còn chưa sáng thì kỷ lục mới đã bị đạp xuống, người của gia vương chiều quá gấp gáp, chỉ một cái kỷ lục của phó bản rừng rậm băng xương thôi, có cần liều mạng thế không? Lại đi tìm quân mạc tiếu sao? Có người hỏi, người có mắt đều nhìn ra kỷ lục này chính họ phá không nổi. Dạ độ hàn đàm không nói gì cả, cứ đùa nhau phá như vậy cũng không phải biện pháp tốt. Gã không biết ra vương chiều đánh như nào nhưng bên này mỗi lần gã tìm quân mặc tiếu đều phải trả giá rất đắt, nếu cứ đánh thế, người bất lợi chính là gã. Nhưng nếu không liều mạng, hiện tại toàn bộ người chơi trong khu đều nhìn thấy rõ, đây là bị chèn ép lên trên đầu, mất hết mặt mũi. Mất mặt như vậy nếu là công hội khác thì còn có thể nhẫn nhịn, nhưng cứ cố tình lại là ra vương chiều, bất kỳ ai trong vinh quang cũng biết ra thế và bá đổ là đối thủ một mất một còn, gia vương triều và mưu đồ bá đạo cũng trở thành một đôi oan gia trong game. một kẻ lão làng trong công hội như giả dạ độ hàn đàm gặp phải gia vương triều không thấy kích động cũng thấy khó chịu. thế mà bây giờ còn bị gia vương triều đạp xuống ở bảng xếp hạng, chán ghét lên đến cực điểm rồi. dạ độ hàn đàm suốt ruột một hồi, cuối cùng lo cao, gã chuẩn bị đi hỏi tưởng du thử, xem rốt cuộc nên xử lý thế nào, gã chẳng còn cách quyết định nào khác nữa. bên gia vương triều, cảm xúc của mọi người đương nhiên trái ngược hẳn với mưu đồ bá đạo. Nhưng thật ra tâm tình của họ hồi dạng sáng lại không khác mấy mưu đồ bá đạo. Khi đó kỷ lục của Gia Vương Triều vừa bị phá vỡ, hơn nữa còn do oan gia lâu năm của họ mưu đồ bá đạo phá, thành ra những kẻ lão làng cũng giống như giả độ hàn đàm lúc này, vô cùng căm ghét. Cả đám tranh nhau mắng mưu đồ bá đạo không dựa vào sức mình mà phải nhờ người ngoài đánh hộ, mở miệng toàn những câu khinh bỉ. Nhưng khinh bỉ xong cũng chẳng biết làm gì tiếp. Họ không muốn từ bỏ kỷ lục kia, nhưng mấy vị anh hùng tạo ra thành tích rực rỡ đó đều đã vượt qua giai đoạn cấp 25. Kỷ lục của Gia Vương Triều là do đám người lưu hạo đánh, việc này đương nhiên không thể cho toàn bộ công hội biết được. Ngay cả chủ sở hữu tài khoản đó cũng chỉ biết hội trưởng cầm tài khoản đi tìm cao thủ đánh, cụ thể là ai, bọn họ chỉ đành đoán bừa, không dám khẳng định. Người của Gia Vương Triều cơ hồ mắng mưu đồ bá đạo và đám người đánh hộ quân mặc tiếu suốt đêm, ai ngờ ngay lúc này chợt thấy kỷ lục được người nhà mình giành về, cảm giác cứ như có bánh ngon rơi từ trên trời xuống. Có điều năm người phá kỷ lục lần này đều là những nhân vật nhỏ, thế mà thành tích lại khoa trương đến thế, tất cả mọi người biết được rằng, hóa ra tụi mình cũng tìm người đánh hộ. Cả đám vừa khinh bỉ mưu đồ bá đạo giờ y như bị mất trí nhớ quên sạch sành xanh, chẳng đứa nào đề cập đến chủ đề vừa rồi nữa. Mọi người đồng loạt khen ngợi năm vị anh hùng mới xuất hiện, tuy trong lòng biết rõ đây không phải chính chủ nhưng cả bọn đều ngầm hiểu chứ không nói ra ngoài, chỉ liều mạng ca ngợi bằng tất cả vốn từ, hy vọng những vị cao thủ đánh ngộ đứng sau màn nhìn thấy được. Hư lưu hạo nhìn kênh công hội lúc này tràn ngập lời khen ngợi, cười lạnh. Chỉ là kỷ lục của phó bản rừng rậm băng xương thôi, gã sẽ không đắc ý đến thế. Lúc này trong lòng gã vô cùng thoải mái, là bởi vì gã biết đối thủ của mình là ai, biết kỷ lục mình phá là của ai, khiến gã có cảm giác đang dẫm nát diệp thu ở dưới chân. Thật thoải mái mà, lưu hạo hưởng thụ loại cảm giác này, dù lúc đá diệp thu ra khỏi công hội thì khoái cảm trong lòng cũng không mãnh liệt như bây giờ nét mặt gã vừa khinh thường lại vừa ngạo nghễ tựa như đang nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi quỳ gối dưới chân mình của diệp thu lưu đội vất vả rồi lúc này trần dạ huy pm cho gã không có gì chuyện nhỏ ấy mà lưu hạo trả lời tin nhắn còn chưa được gửi đi mình mới nhìn thôi đã thấy sướng đến khoa chân múa tay đúng thế dẫm nát diệp thu chỉ là chuyện nhỏ kỷ lục bây giờ em đoán chắc diệp thu cũng chẳng làm được gì trần dạ huy trả lời thật ra anh còn mong hắn đến thử lần nữa ấy chứ Lưu Hạo cứ như tìm thấy được khí phách vương giả quân lâm thiên hạ trong phó bản rừng rậm băng xương. Ha ha, hắn còn đang online đấy, nhưng có khi chẳng còn lượt vào phó bản nào. Trần Dạ Huy trả lời, ồ, thế sao, con người Lưu Hạo chuyển động, lúc này thoát khỏi nhân vật hiện tại, tìm thẻ tài khoản mà gã bảo Trần Dạ Huy làm đại cho mình một nhân vật trên 20. Đăng nhập vào trò chơi, nhân vật cấp 24, tên gọi Ly Hận Kiếm, nghề cuồng kiếm sĩ. Chức nghiệp mà Lưu Hạo tinh thông chính là ma kiếm sĩ chỉ khác cuồng chiến sĩ một chữ, nhưng phong cách lại khác biệt vô cùng. Nhưng thân là tuyển thủ chuyên nghiệp, Lưu Hạo đương nhiên không thể hoàn toàn mù mịt những nghề khác được. Dựa vào ý thức và thao tác cũng mạnh hơn người chơi bình thường rất nhiều. Ly hận kiếm không có công hội, bởi vì mục đích Lưu Hạo muốn tài khoản này rất rõ ràng, vì thế Trần Giả Huy liền cố ý chuẩn bị cho gã một nhân vật vốn định phái đi làm gián điệp trong công hội khác. Lưu Hạo nhìn lướt qua trạng thái của Ly Hận Kiếm, khá ưng ý, lúc này vội tìm kiếm tên người chơi. Quân Mạc Tiếu, quả nhiên đang online. Lưu Hạo lập tức gửi một lời mời kết bạn sang, không thấy được đáp lại. Giả vờ đi giả vờ đi giả vờ đi Lưu Hạo mắng, lại gửi liền mấy cái. Rốt cuộc hệ thống cũng gửi lại một tin nhắn, Quân Mạc Tiếu đồng ý kết bạn. Không đồng ý thì spam chết mày Lưu Hạo vinh váo tự đắc lầm bầm, ngay cả một chuyện nhỏ như thêm bạn tốt gã cũng sinh ra cảm giác thắng lợi to lớn, chỉ vì bên kia là Diệp Thu. Gã và Diệp Thu có làm gì nhau thì trong mắt gã cũng là đang oánh nhau, tưởng không thèm nhìn tới tao hả, kết quả vẫn phải đồng ý, Diệp Thu mày thua rồi nhé. Chào đại thần, sau khi gửi một tin nhắn chào hỏi tầm thường sang, Lưu Hạo bắt đầu nghiền ngẫm tính kế xem tiếp theo nên nói gì mới tranh thủ lấy được tín nhiệm của Diệp Thu. Xin chào, cậu là? Diệp Thu trả lời, bố là bố mày Lưu Hạo nghĩ trong lòng, tin trả lời lại là, đội ngũ của anh có thiếu người không? Đội ngũ, anh không có đội ngũ Diệp Thu nói. Địch, làm bộ làm tịch, dù sao đối phương cũng không nghe thấy được. Lưu Hạo vừa mắng thẳng ra tiếng vừa lại cạch gõ bàn phím, em thấy anh luôn phá kỷ lục phó bản mà, sao không có đội ngũ cố định được chứ? À, cái đó ý hả, không có, tùy thời tụ tập cả thôi. Diệp Tu nói, thế à, có thể mang em theo được không, kỹ thuật của em rất tốt. Lưu Hạo nói, được rồi, có cơ hội sẽ gọi chú em. Diệp Tu nói, địch, lừa bịp người khác hả Lưu Hạo cảm thấy lời này của Diệp Tu nhất định đang trả lời cho có lệ, vì thế không buông tha anh có rảnh không? chúng ta làm vài ván thử xem nào làm vài ván hả vậy anh giới thiệu em một người cậu ta cũng rất lợi hại tên là bánh bao xâm lấn em tìm cậu ta chơi đi diệp tu nói tên khốn đẩy tao cho đàn em xử lý giả bộ cái éo gì lưu hạo giận dữ nhưng tay hạ xuống lại nhắn ra tin khác được em tìm cậu ấy chơi thử vừa thầm rủa trong lòng vừa gửi cho bánh bao xâm lấn lời mời kết bạn nói rõ mục đích ha ha dám khiêu chiến với tôi lá gan ông cũng lớn đó bánh bao xâm lấn trả lời Địch, đúng là thượng bất chính hạ tắc loạn mà thằng lão đại thì giả ngầu tên đàn em cũng làm màu lưu hạo bị bánh bao xâm lấn khinh bỉ nên căm tức cực kỳ nhưng lại làm bộ như không có việc gì trả lời ha ha tới thử đi tốt thôi ông tới đi để tôi xem ông có tư cách gì mà khiêu chiến với tôi bánh bao xâm lấn nói cái đờ mờ bố mày đánh mày thành bánh bao luôn được không trong cơn giận dữ lưu hạo điều khiển ly hận kiếm chạy về phía đấu trường cấp bậc hay là tự do Lưu Hạo PM bánh bao xâm lấn. Ồ, bánh bao xâm lấn trả lời. Tôi hỏi ông theo cấp bậc hay là tự do hả? Mười ngón tay Lưu Hạo sắp đập nát bàn phím luôn rồi. Sau một lúc lâu, bánh bao xâm lấn mới trả lời là sao? chương 109, sắp xếp cục diện. Bàn phím của Lưu Hạo thực sự đã nát. Cú đập này thật quá mạnh, khiến chân chống bàn phím bị gãy đến nỗi nghiêng một bên. Lưu Hạo bất chấp nhiều như vậy, đành để bàn phím nằm ngang đánh ra một chuỗi ký tự. Tôi hỏi ông, là đấu trường cấp bậc hay đấu trường tự do? À cái này ông phải nói rõ chút chứ. Đấu trường tự do. Bánh bao sâm lấn nói. Phòng số mấy? Lưu Hạo vừa vào đấu trường tự do đã nhanh gào hỏi. Ông tạo phòng đi, tôi đến tìm ông. Bánh bao sâm lấn lúc này đang chiến say xưa với người khác. Vì vậy Lưu Hạo tạo một phòng một đấu một, lập một mật khẩu dựa theo số phòng và đưa mật khẩu cho bánh bao sâm lấn. Một lát sau, bánh bao sâm lấn rốt cuộc cũng xuất hiện ở phòng mà Lưu Hạo vừa tạo. SSS 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 Lưu Hạo điên cuồng hối thúc. Bánh bao sâm lấn vừa mới sẵn sàng thì một giây kế tiếp đã tiến vào cuộc chiến. Lưu Hạo chọn một tấm bản đồ vừa ý là một võ đài không hề có vật cản nào. Sau khi hai nhân vật tiến vào bản đồ thì mỗi đứa đứng một góc võ đài. Kết thúc màn đếm ngược 3-2-1, Lưu Hạo không nói hai lời. Điên cuồng bấm bàn phím con chuột ly hận kiếm cũng đã nâng thanh trọng kiếm đang vác trên vai sông tới. Bản đồ nhỏ, khoảng cách hai bên không xa mấy chỉ vài bước đã nhanh đến trước mặt rồi, đối diện bánh bao xâm lấn đang bôi độc lên vũ khí, Lưu Hạo làm sao cho cậu bôi xong chứ, nên liền thật nhanh ra tiếp một thao tác, Ly Hận kiếm phi thân lên, một chiêu vỡ núi kích ở cự ly xa nhất gây tổn thương lớn nhất cứ thế bổ tới. Cách dùng vỡ núi kích như vậy kỳ thực có sơ hở rất lớn, thường thì cao thủ lúc sử dụng sẽ không để vỡ núi kích vạch ra vòng cung đến cực hạn thế này, nhưng Lưu Hạo đã âm ức cả nửa ngày trời, không như thế mà xả ra một chút thì e rằng phải phun cả máu vốn tưởng rằng bánh bao xâm lấn sẽ mau di chuyển né tránh lưu hạo trong lòng đã tính toán xong xuôi chiêu kế tiếp ai ngờ đối phương lại ngu ngốc đứng bất động ở đó mắt thấy trọng kiếm sẽ bổ tới bánh bao xâm lấn đột nhiên nhảy ra phía sau cú nhảy này cực chuẩn gần như thoát khỏi lưỡi kiếm ngay sát mũi nhảy ra đằng sau rồi rơi xuống đất bánh bao xâm lấn lại lập tức nhảy lên phía trước thoạt nhìn cứ như dâng mình về dưới kiếm nhưng lưu hạo vừa nhìn thấy đã biết ngay hỏng bét Bánh bao sâm lấn nhảy ra sau để tránh cú chém đến, nhảy lên trước để tránh sóng địa chấn phát ra từ chiêu vỡ núi kích tiếp sau đấy. Hơn nữa cú nhảy này có thể thuận tiện ra tay tấn công ly hận kiếm, nhưng lưu hạo bởi vì kéo căng chiêu vỡ núi kích quá mức, nên việc thu chiêu rất chậm, không có cách nào tránh được một kích từ bánh bao sâm lấn. Quả nhiên, trọng kiếm chém xuống mặt đất, không kịp rút về, bánh bao sâm lấn đã vươn chảo nắm chuẩn xác vào yết hầu ly hận kiếm, kỹ năng sử dụng chính là chiêu khóa yết hầu đã tỏa sáng trong phó bản đêm nay, tay còn lại cũng nâng lên theo, một cục gạch đập nát ót ly hận kiếm. Lưu Hạo cực kỳ tức giận, phím và chuột dùng muốn hỏng luôn, sau khi thu chiêu vỡ núi kích liền tiện tay ra một chiêu chém ngược. Chém ngược là kỹ năng cơ bản nhất của cuồng kiếm sĩ, thuộc loại kỹ năng trên không như thiên kích của pháp sư chiến đấu, xiên lên của kiếm khách, hiệu quả mặc dù na ná nhau, nhưng chém ngược của cuồng kiếm sĩ lại gây được thương tổn khá mạnh so với các kỹ năng cùng loại, hiệu quả treo lơ lửng cũng rất cao. Một chiêu này của Lưu Hạo vừa chính xác vừa ngoan độc, bánh bao sâm lấn dĩ nhiên không thể tránh được, bị trọng kiếm chém ngược đâm trúng, vang lên cao. Nếu một chiêu chém ngược này thực sự vung mạnh tay, bánh bao sâm lấn có thể thành diều luôn, nhưng lưu hạo lại để ly hận kiếm vung được một nửa thì ngừng lại, sau đó nhảy ra sau, hai tay giơ kiếm trước ngực, một chiêu đâm sầm nhào tới mạnh bạo, một kiếm nằm giữa bụng bánh bao sâm lấn đang lơ lửng trên không, ly hận kiếm vội nhắm thẳng phía trước, bánh bao sâm lấn bị hút thành hình chữ V mở đường bay giữa trời, mông trực tiếp đập vào dây thừng bao quanh rìa võ đài lưu hạo đang chuẩn bị để ly hận kiếm tiếp tục công kích lại thấy thân thể đã bị đâm thành tôm của bánh bao xâm lấn đột nhiên giơ tay lên ném một phát một nắm cắt mịn bay thẳng về phía ly hận kiếm lưu hạo lấy làm kinh hãi không nghĩ tới tên bánh bao thiêu trong tình trạng như thế mà còn có thể ném cắt một cách chuẩn xác để phản kích gã vội vã cho ly hận kiếm lăn vòng sang bên tuy vẫn bị dính chút cát nhưng ít ra tránh được chuyện bị mù xoay người đứng dậy bánh bao xâm lấn cũng đã vào tới phía sau ly hận kiếm hai tay tóm lấy bả vai ly hận kiếm ra ngay tập kích gối hối hút vào eo ly hận kiếm đồng thời hai tay cũng rời khỏi ngay ly hận kiếm lập tức không tự chủ được mà lảo đảo hướng về trước vài bước đây là hiệu quả cưỡng chế khi dùng tập kích gối để công kích ở lưng bánh bao sâm lấn được thời quyết không nhường vơ một cục gạch đuổi theo để đập vào ót ly hận kiếm không ngờ ly hận kiếm đột nhiên nhảy về phía trước nhưng thân thể ở giữa không trung vặn ngược lại kiếm quang nhắm mặt chém xuống dĩ nhiên là một chiêu vỡ núi kích Bánh Bao Sâm lấn hoàn toàn không ngờ tới thoáng cái sẽ thành thế này. Cậu mấy ngày gần đây thường xuyên giết thời gian ở đấu trường, nhưng thật ra đã đấu với đủ loại người chơi ở mọi chức nghiệp, những kỹ năng cấp thấp đều biết qua, nên mới có thao tác nhảy sau rồi nhảy trước để tránh vỡ núi kích lúc ban đầu. Thế nhưng Lưu Hạo lần này lại là trong quá trình nhảy ra sau chém ra vỡ núi kích, kiểu như thế Bánh Bao Sâm lấn chưa từng gặp qua. Chỉ vì thao tác xoay người vỡ núi kích này rất phức tạp, người thường không có mấy người dùng được bánh bao sâm lấn đương nhiên không có cơ hội trải nghiệm. Bây giờ gặp phải một tuyển thủ chuyên nghiệp như Lưu Hạo, tuy rằng cuồng kiếm sĩ không phải nghề của gã, nhưng làm ra thao tác thế này cũng không phải chuyện to tát gì. Nhưng do nhảy về phía sau, nên chiêu xoay người vỡ núi kích này không thể chém trọn vẹn. Thao tác này vốn cũng không phải dùng để tấn công, mà để phòng khi bị đối thủ truy kích. Bánh bao sâm lấn lại chẳng biết có trò này nên mới bị trúng đao. Hai người đánh qua đánh lại, đánh tới đánh lui một hồi, Lưu Hảo cũng dần tỉnh táo lại gã vốn là một tên có tâm kế thâm trầm trước chỉ vì thành công đá văng được kỷ lục của diệp tu mà tâm tình cực kỳ phấn khởi bị tên gà mở bánh bao xâm lấn này nói mấy câu công kích gã đã muốn đánh bẹp bánh bao xâm lấn luôn rồi lúc này bình tĩnh trở lại lại biết mình tuyệt đối không nên tiếp tục như thế bản lĩnh của bánh bao xâm lấn quả thực không kém trong đám người chơi bình thường có thể coi như là cao thủ hiếm có mặc dù như vậy vẫn còn không làm khó được lưu hạo với cả nếu đánh tiếp thế này ly hận kiếm của gã sẽ nắm chắc thắng lợi Thế nhưng khi tính tâm lại, khi Lưu Hạo nghĩ xong, lại nghĩ gã không thể thắng. Tên bánh bao sâm lấn này đã rất mạnh, có thể đánh được với mình rồi, tuy không ở cấp độ chuyên nghiệp nhưng cũng không chênh lệch bao nhiêu. Lưu Hạo chỉ e thực lực của chính mình bị bại lộ, khiến Diệp Thu sinh nghi. Nếu chỉ thua suýt soát tên bánh bao sâm lấn này, như vậy vừa có thể chứng minh thực lực của chính mình không tầm thường, lại cũng không quá mạnh khiến cho Diệp Thu hoài nghi. Nghĩ như thế, Lưu Hạo lập tức quyết định chủ ý, bắt đầu tấn công không toàn lực làm lộ ra kẽ hở. Bánh bao xâm lấn cũng quả thực một người chơi giỏi, nhìn thấy kẽ hở lập tức thừa cơ lợi dụng, nhưng Lưu Hạo không muốn bị tên kia đánh ngã quá dễ dàng, vì vậy cứ cố gắng dây dưa. Hai người này đánh nhau nhìn như thật khó phân thắng bại, Lưu Hạo lại biết Ly Hận Kiếm đang dần thua cuộc, cục diện vẫn nằm trong tính toán. Cuối ván này Ly Hận Kiếm quả nhiên thua dưới tay bánh bao xâm lấn, trước màn hình là vẻ mặt Lưu Hạo với nụ cười âm hiểm, làm bộ có vẻ không phục khiêu chiến bánh bao xâm lấn lần hai. Bánh bao xâm lấn cũng vui vẻ ứng chiến, hai người đấu lại một ván, Lưu Hạo tiếp tục vở diễn của mình, canh cho hai bên vào thế cân bằng lại từ từ đi đến thất bại. Như vậy tổng cộng đánh hết 5 trận, Ly Hận Kiếm đều suýt tí nữa thắng bánh bao xâm lấn, bánh bao xâm lấn nhìn uy vũ vậy, nhưng cục diện đều do Lưu Hạo nắm giữ. Trận thứ 5 qua đi, Lưu Hạo cho Ly Hận Kiếm rời khỏi phòng, gửi tin cho bao tử xâm lấn nói nghỉ ngơi một chút, lập tức cũng gửi một tin cho Diệp Tu, đại thân bánh bao kia quả thật lợi hại, em đánh không lại cậu ta. Ha ha, anh có nghe cậu ấy nói, cậu ấy nói em hoàn toàn không phải đối thủ của mình A Diệp Tu trả lời. Lưu Hạo giận dữ, cái tên bánh bao ôi thiêu này sao xạo láo quá vậy, mặc dù thua liền 5 trận, nhưng làm sao có thể dùng hoàn toàn không phải đối thủ để miêu tả chứ. Tên đó cũng bất quá miễn cưỡng thắng mới thắng mình được 5 lần, nhưng tất cả là do gã nỗ lực sắp xếp cục diện như vậy vốn muốn mượn miệng mồm tên bánh bao này nhắn nhủ với Diệp Thu bên kia, để Diệp Thu dễ dàng tin tưởng hơn. Ai ngờ tên khốn kiếp kia lại chẳng biết xấu hổ, thế mà bơ luôn chi tiết quan trọng là gã cũng mém thắng. Sớm biết như vậy thà tạo ra cục diện mém thua để tự mình đi tìm Diệp Thu còn hơn. Chuyện đó, em nghĩ mình và cậu ta cũng ngang cơ mà, hôm nay cậu ta gặp may thôi. Lưu Hạo không thể làm gì khác hơn là vừa giận vừa gửi tin giải thích. Ha ha, cậu ta vẫn đang ở đấu trường chờ em đấy mấy người tiếp tục chơi đi Diệp Tu trả lời. Lưu Hạo khóc không ra nước mắt, chỉ định đóng kịch một chút với tên bánh bao, ai ngờ giờ phải thật sự chơi tiếp với tên bánh bao thiêu kia. Vì vậy gã vội vã gửi tin nói, em không dành PK lắm, nhưng kỹ thuật phá phó bản của em thực sự rất tốt, đại thần lúc nào mang em đi phá phó bản với. Hiện tại không có kỷ lục nào để phá hết, Diệp Tu trả lời, thế hả? Mà lúc nãy em thấy cái kỷ lục rừng rậm băng xương anh vừa phá hồi sáng lại bị người khác phá mất rồi, anh không muốn đoạt lại kỷ lục sao? Lưu Hạo giả vờ hỏi thăm, cái đó à, để tính sau Diệp Tu trả lời. Hắc 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 đoạt không nổi chứ gì, Lưu Hạo trong lòng vô cùng thoải mái, sau đó giả vờ gửi tin hỏi, đại thân, giờ anh đang làm gì? Mang em đi cùng đi, anh luyện cấp ở khu Mai Cốt Tri Địa, em muốn luyện thì cứ đến. Được, Lưu Hạo sau khi trả lời thì thở dài một hơi rốt cuộc cũng thành công che giấu thân phận với người này, lần này gã muốn nhìn xem tên kia rốt cuộc muốn dở trò quỷ gì ở khu mới. Sau khi Lưu Hạo hỏi rõ tọa độ, lập tức đem ly hận kiếm đi về hướng khu mai cốt chi địa. Đến vị trí rồi nhìn một cái, chỉ thấy một nam một nữ, hai nhân vật đang cầm chiến mâu đánh quái. Trong đó dưới chân nhân vật nữ có vòng ma pháp lập lè, hiển nhiên là trạng thái huyễn văn mà pháp sư chiến đấu chính quy có được. Mà nhân vật nam kia mặc dù cũng dùng kỹ năng của pháp sư chiến đấu, nhưng không có huyễn văn, đích thị là tán nhân giả mạo pháp sư chiến đấu quân mạc tiếu. Này này Lưu Hạo ngồi cách một khoảng cũng xa, thử nói một chút, tìm một âm điệu không quá giống của mình, thử nói vài câu, hơn nữa thêm thắt chút khang khác trong giọng nói, sau khi Lưu Hạo cảm thấy Diệp Tu nghe không ra mới điều khiển ly hận kiếm nhàn nhã đi tới. Đại thần, Lưu Hạo tiến lên chào hỏi, trong lòng hơi khẩn trương chút. Tới rồi sau khi bên kia thuận miệng đáp lời, đã gửi đến một lời mời nhập đội. Lưu Hạo xác nhận vào đội xong, âm thầm cười xấu xa. Đâm sầm giống vậy này, chương 110, để xem đã. Trong đội ngũ có hai người, một là Quân Mạc Tiếu, một là Hàn Yên Nhu. Cả hai tuy chung đội, nhưng lại mạnh ai nấy đánh, không hề phối hợp lẫn nhau. Sau khi Ly Hận kiếm gia nhập, hai người cũng tạm dừng chào hỏi rồi lại tiếp tục mạnh ai nấy bận rộn. Lưu Hạo bắt đầu sang một bên đánh quái, liền trở thành cục diện ba người ai bận việc nấy, không ai tìm gã phối hợp, khiến cho Lưu Hạo cũng chỉ một thân một mình đánh quái. Càng khiến gã buồn bực chính là hai người đánh mà chẳng nói năng gì. Lưu Hạo đã ngụy trang tiếng nói, nhưng dù sao vẫn không dám nói nhiều, gã vốn rất vui vẻ khi nhìn thấy Diệp Thu đang luyện cấp hai mình, cảm thấy rằng chỉ cần thám thính đối phương nói chuyện phiếm là có thể thu được tin tức mình cần, ai ngờ đâu trừ một câu chào lúc gặp mặt thì chẳng nghe được chữ thứ hai. Đánh quái một lúc, Lưu Hạo phiền muộn không chịu được. Nếu sớm biết hai người này không nói lời nào, lúc vừa tới bản thân nên chủ động một chút, hiện tại mình cũng im im nửa ngày đột nhiên mở miệng hỏi này hỏi nọ, liệu có quá khả nghi không? Nghĩ như vậy, Lưu Hạo cũng đành im tiếp ở một bên, chỉ thường xuyên để ý tình hình của hai người, dần dần chợt phát hiện được chút chuyện không bình thường. Công kích của quân Mạc Tiếu rất cao, dù sao Lưu Hạo cũng là một tuyển thủ chuyên nghiệp giỏi, sức phán đoán cơ bản vẫn phải có. Quân Mạc Tiếu không phải pháp sư chiến đấu chính quy, nhưng vận dụng đấu pháp của pháp sư chiến đấu, đánh còn mạnh hơn Hàn Yên Nhu kia. Lưu Hạo cũng để ý đến Hàn Yên Nhu, thao tác rất nhanh, nếu so với quân mạc tiếu, công kích đánh ra sẽ không đến mức tranh lệch việc kỹ thuật thao tác được, thế thì chỉ còn một cách giải thích trang bị của quân mạc tiếu mạnh hơn. Thứ trực tiếp nâng cao lực công kích đương nhiên là vũ khí, tuy Lưu Hạo là tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng gã quả thực không biết rõ về món vũ khí cấp 25 này, nếu là loại vũ khí thuộc chức nghiệp ma kiếm sĩ của mình thì gã biết khá nhiều, còn thanh chiến mâu có đầu mâu trắng trong tay quân mạc tiếu lúc này, gã lại hoàn toàn chẳng biết đấy là vũ khí gì. Sau khi chú ý vấn đề này, Lưu Hạo cũng bắt đầu lưu ý thao tác. Gã duy trì tiết tấu thao tác giống y quân Mạc Tiếu, sau đó so sánh với lượng sát thương tiểu quái bên mình để tính ra lực công kích thương tổn của quân Mạc Tiếu. Tuy cả hai khác nghề, nhưng với tuyển thủ chuyên nghiệp thì phán đoán kiểu này vẫn phải có. Kết quả làm cho Lưu Hạo chấn động, gã từng nghĩ vũ khí của quân Mạc Tiếu có thể là vũ khí cam, nhưng theo hiệu suất công kích đánh ra được, dường như cao hơn cả vũ khí cam, có lẽ nào là vũ khí bạc cấp 25. Lưu Hạo có chút không dám tin, sau vài lần để ly hận kiếm tiếp tục duy trì tiết tấu giống quân mạc tiếu gã không thể không khẳng định phán đoán này hơn nữa càng ngày càng chắc chắn nó công kích tranh lệch rõ ràng như thế hẳn không phải do hiệu quả của bất kỳ món trang bị nhỏ nào trên người mang tới chỉ có thể là vũ khí trực tiếp làm ra lực công kích tranh lệch vũ khí bạc tên này có hẳn vũ khí bạc khu mới vừa mở được vài ngày tên này đã có vũ khí bạc rồi cái vũ khí bạc này là gì là chiến mâu khước tà sao không giống a khước tà là vũ khí bạc do đấu thần nhất diệp chi thu sử dụng, Lưu Hạo đương nhiên đã thấy quen rồi, khác xa với cái chuôi của món này. Huống hồ cho dù là Diệp Thu cũng cũng chưa chắc có thể chế ra được khước tà, trang bị tự chế chính là thứ bảo mật nhất của câu lạc bộ. Lẽ nào tên này vẫn chưa thật sự hết hy vọng, còn muốn quay về giới chuyên nghiệp thật ư, dùng tài khoản này và món vũ khí bạc kia sao? Nhìn thấu món đồ trong tay quân mạc tiếu chính là vũ khí bạc xong, Lưu Hạo chợt nghĩ như vậy, vì thế gã bắt đầu cẩn thận hơn, Gã quyết định tiếp tục ẩn mình, mãi đến khi biết rõ tên Diệp Thu này muốn làm cái quỷ gì mới thôi. Ba người tiếp tục lặng im đánh quái, trời bắt đầu hửng sáng. Tâm trạng phấn khởi của Lưu Hạo trước đấy giờ trở nên uể oải. Gã không có thói quen làm cú đêm, ngày hôm nay lại chịu đựng suốt một đêm, lúc này đã bắt đầu chịu không nổi mà ngáp ngắn ngáp dài. Có điều nhìn thấy hai người kia không định ngừng lại, gã chỉ đành cắn răng kiên trì, sợ chính mình rời đi sẽ bỏ qua bất kỳ tin tức gì. Vào lúc 7 giờ sáng, Diệp Thu đột nhiên không chào hỏi gì đã thoát trò chơi. Lưu Hạo ngẩn ra, trong lòng lại vui như mở cờ, rốt cuộc cũng được nghỉ ngơi rồi. Kết quả chẳng đợi gã đánh xong mấy con quái trong tay, quân Mạc Tiếu đã lập tức trở lại trò chơi, tiếp tục yên lặng đánh quái. Đậu má, hai đứa này còn muốn chơi đến khi nào? Lưu Hạo đỏ mắt giấy ruộng trước máy tính. 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, hai người không hề có ý định dừng lại, càng chết người hơn là cả hai vẫn chẳng nói lời nào như cũ, cứ máy móc đánh quái như thế, tựa như vĩnh viễn không thấy phiền. 11 giờ vẫn còn tiếp tục đánh quái, Ly Hận kiếm lại đột nhiên bất động. Lúc đầu Diệp Tu và Đường Nhu cũng không chú ý đến, sau khi phát hiện Liều Vội vã giúp người này đánh lũ quái đang vây quanh, đứng bên bảo vệ một hồi, lại chẳng thấy người này có động tĩnh gì. Người đâu rồi?" Đường Nhu nói, "Không biết a, à, bận gì chăng?" Diệp Tu nói, "À, chỉ là một chuyện nhỏ, hai người không để ý mấy, tiếp tục cày cú." Sau một lúc lâu, Lì hận kiếm mới hơi hơi nhúc nhích, dẫy ruộ mà chém mấy con quái. Về rồi kìa, đường nhu nói, ừ, diệp đu đáp, vẫn là chuyện nhỏ, hai người vẫn không để ý, tiếp tục cày cú. Lưu hạo khốn khổ vô cùng, mình thế mà lại ngủ gục trên ghế, nếu không phải xém chút té xuống đất thì chẳng biết đến lúc nào mới có thể tỉnh lại. Lại gắng ngượng đánh thêm một hồi, quả thực chịu hết nổi rồi. Đại thân, hai người chơi tiếp đi, em đi nghỉ ngơi trước. Lưu hạo nói, à, được thôi bình thường anh online lúc nào a à? lưu hạo hỏi cả đêm diệp tu nói mẹ nó lưu hạo xém chút buột miệng chửi luôn đây chẳng phải muốn mạng của gã hay sao tuyển thủ chuyên nghiệp cũng là một công việc mỗi ngày thường phải tập huấn và làm rất nhiều chuyện khác hơn nữa gã còn là đội phó nào có sức chơi thâu đêm mỗi ngày chứ lưu hạo âm thầm chửi bới đành để lại một câu em không thể chơi đêm nhiều nhưng đánh phó bản nhất định nhớ bảo em đấy được diệp tu đáp từ đầu tới cuối tên này hình như chưa từng nói câu nào quá năm chữ. Lưu Hạo cũng không rõ bản thân hiện tại đang rơi vào hoàn cảnh nào, khốn đốn đến nỗi năng lực suy nghĩ bị thoái hóa như một thằng ngốc, vội vàng rời khỏi trò chơi bỏ ngay lên giường. Vừa mới lột đồ chợt nghe tiếng gõ cửa, anh Hạo có ở đấy không? Ông chủ muốn anh qua kia một chuyến, anh đi ngay đây, Lưu Hạo rơi lệ đầy mặt, mặc lại quần áo tử tế rồi dễ dụa bò xuống giường. Tại tiệm nét hưng hân bên này, Diệp tu luyện đến 12 giờ liền chuẩn bị đi nghỉ, hôm nay đường nhu làm ca sáng tiếp tục ở yên quầy trước vừa làm vừa chơi trần quả đen mặt đứng ở một bên hai đứa này ngày đó nói cái gì mà bản thân biết rồi đã lập tức càng thêm điên cuồng mà chơi suốt ngày suốt đêm hai đứa phá được kỷ lục chưa trần quả hỏi rồi diệp tu nói nhưng sáng nay lại bị người khác phá lại đường nhu bổ sung hai đứa cứ tiếp tục chịu khổ thế ư trần quả hỏi để xem đã diệp tu nói xong liền đi nghỉ ngơi tối đến lại tiếp tục lên trò chơi kỷ lục của phó bản rừng rậm băng xương vẫn treo cao tên của Azer Vương Triều như trước, chẳng còn công hội nào tìm đến quân mạc tiếu nữa. Hiển nhiên ai nấy đều chịu đựng cái phó bản này đủ rồi, tiếp tục đánh, dựa vào thực lực của chính mình thì cũng thôi, cứ phải trả thù lao để tìm người đánh thế này lại hại nhiều hơn lợi. So sánh ra, mấy ngày nay kỷ lục của phó bản Mai Cốt Chi Địa thật ra bị đổi mới liên tục, mọi người cũng dần quên mất vòng xoáy tranh đoạt kỷ lục tại rừng rậm băng xương. Lúc này những người chơi có cấp bậc đứng đầu của mấy công hội lớn cũng đã 27, là cấp cao nhất của Mai Cốt Chi Địa. Tuy rằng 27 không có sự vượt trội về kỹ năng mới hay vũ khí gì như cấp 25, nhưng với loại kỷ lục giành giật nhau từng giây này, chỉ một cấp bậc cũng đủ gây ra chút tranh lệch rồi. Lúc này, kỷ lục của phó bản Mai Cốt Chi Địa đang bị một đội cấp 27 chiếm giữ với thành tích khá mạnh, trụ được cũng lâu lắm rồi. Nhưng những người trụ vững được kỷ lục này mưu đồ bá đạo lại chẳng vui vẻ gì, bởi vì cả đám đều biết rõ kỷ lục này sẽ không giữ được lâu quân mạc tiếu hay gia vương triều có cao nhân phụ trợ kia lúc nào cũng có thể đá rất kỷ lục của họ phía bên gia vương triều mưu đồ bá đạo đương nhiên không phòng bị được bên quân mạc tiếu dạ độ hàn đàm lại dí mắt theo dõi đẳng cấp của hắn có điều kỷ lục hiện tại là của mưu đồ bá đạo bọn họ lại chạy đi thuê quân mạc tiếu đến phá kỷ lục của chính mình cái này có kỳ cục lắm không Dạ độ hàn đàm hơi trần chờ nghĩ xem có nên lỏng tay để công hội khác tới đoạt kỷ lục trước không, chính mình thì lùi một bước để khống chế đối phương. Có lẽ công hội khác cũng sẽ mời quân Mạc Tiếu như mình, quân Mạc Tiếu phá kỷ lục, bản thân mình lại mời quân Mạc Tiếu đến phá nữa. Việc này trông như đang gây khó cho người ta ấy, trừ khi tên này đề tiện âm hiểm, cố ý để lại một đường lui khi phá kỷ lục trước đấy. Nhưng mà, người có đầu óc chắc chắn sẽ không cố ý làm thế, việc này sẽ tổn hại đến nhân phẩm. Hơn nữa trước thì giúp một nhà phá kỷ lục, Sao lại nhận làm ăn với nhà khác để phá kỷ lục của bản thân, cách làm này thật quá trớn, thật khiến người ta khinh thường a, à, chắc tên kia không làm vậy đâu nhỉ? Không cần đoán nữa, đến lúc đó hỏi thử là biết ngay, bây giờ còn sớm. Dạ Độ Hàn Đàm nhìn quân Mạc tiếu trong danh sách bạn tốt, vẫn còn đang ở cấp 25. Diệp Tu lúc này cũng hiểu được nếu không lên 27 sẽ chẳng còn công hội nào đến thuê hắn phá kỷ lục nữa. Thế nên chỉ có thể đi tăng cấp trước thôi. Không giờ nhanh đến, số lần phó bản cũng sắp đổi mới điền thất theo thường lệ nhắn tin hỏi thăm có đi phó bản không diệp tu tự nhiên sẽ không chối từ luyện cấp thôi mà hắn sẽ không kén chọn phía điền thất lại là hắn ta và nguyệt trung nguyên hai người thiển sinh ly và mộ vân thâm chơi hết mình hai ngày mới mở khu xong hiện tại không còn xuất hiện vào dạng sáng nữa bánh bao bảo mình đang đánh đấu trường đến sau điền thất nói à diệp tu vừa đáp lại vừa gửi tin phó bản nào đây là tin gửi đến tô mộc tranh vừa online có đi phó bản không đây là tin hỏi đường nhu. Hai cô nàng đồng ý xong thì chỉ trong giây lát đã tới nơi, đội 5 người hình thành. Điền thất hỏi, cao thủ đại ca, chúng ta có thể phá kỷ lục không? Có thể thử xem, Diệp Tu nhìn kỷ lục của phó bản Mai Cốt Tri Địa, 25 phút 14 giây 32, sản xuất bởi mưu đồ bá đạo. Lúc này trong đội có hai tuyển thủ chuyên nghiệp là hắn và Tô Mộc Tranh, thao tác đạt chuẩn chuyên nghiệp đường nhu, hơn nữa còn hai kẻ lành nghề điền thất và Nguyệt Trung Nguyên, đội ngũ không đạt cực hạn, nhưng vẫn dư sang phá kỷ lục của người chơi bình thường. Dù sao kỹ năng và trang bị của cấp 25 không chênh lệch mấy với cấp 27. Đang chờ đến không giờ số lần đánh phó bản thay đổi, Diệp Tu lại nhận được một tin nhắn, nhìn thử, là bạn tốt ly hận kiếm mới thêm hôm qua, đại thần đánh phó bản không? Ngại quá, có đội rồi, thêm em với, hết chỗ rồi, đệch 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 địch Lưu Hạo muốn nhai nát màn hình. Chương 111, hai loại phối hợp, Lưu Hạo không ngủ suốt đêm qua, sáng sớm cũng không ngủ, tới buổi trưa thì bị ông chủ gọi qua, bận rộn cả chiều lại không ngủ. Cho đến khi xong cơm tối mới ngủ được một chút, nhưng trong lòng vẫn nhớ mãi mục đích chú ý Diệp Thu của mình. Vì vậy sắp đến không giờ lại giấy dụa vào game, vừa lên liền được báo đội đầy hết chỗ, Lưu Hạo hận không thể ăn sống Diệp Thu, lại chẳng thể làm gì, chỉ có thể ngu người chừng mắt dòm màn hình. Nhóm Diệp Thu muốn phá kỷ lục, tuy không ai trả công, nhưng phá kỷ lục cũng được thưởng không ít. Từ cấp 23 là có thể phá bản mai cốt chi địa, mọi người đều lên 25 nên đã đánh qua không ít lần, muốn phá kỷ lục đương nhiên sẽ chú ý phối hợp, ngoài phó bản Diệp Tu có nói sơ về chiến thuật, cả đám nghe xong, lập tức vào phó bản. Ngoá, điên thất vừa vào đã kêu lên một tiếng, giọng điệu đan xen giữa yêu và hận. Chỉ vì hệ thống nhảy ra một câu nhắc nhở, có dấu vết sống lại của hiệp sĩ ma cả rồng xin những nhà mạo hiểm hãy cẩn thận. Boss ẩn, gặp Boss ẩn đương nhiên là chuyện mà bất kỳ ai đều mong đợi, có điều Boss ẩn xuất hiện chứng tỏ không có duyên với cơ hội phá kỷ lục phó bản rồi, chuyện này trái với ý định ban đầu của họ, bấy giờ mới có một tiếng hóa tràn đầy yêu hận của Điền Thất. Hôm nay hên thế, Diệp Tu lại khen ngợi, từ hồi lên cấp 23, hắn đương nhiên không hề bỏ qua số lần qua bản Mai Cốt Chi Địa hàng ngày, nhưng đến nay vẫn chưa từng đụng phải Boss ẩn. Mỗi phó bản thường sẽ có vài loại Boss ẩn, tỷ lệ xuất hiện của mỗi loại không hề giống nhau, hiệp sĩ Ma Cà Rồng là Boss ẩn núp kỹ nhất của Mai Cốt Chi Địa, kết quả hôm nay vừa lên liền gặp. Giờ coi như làm quen đi, Diệp Tu nói xong liền chỉ huy quân Mạc Tiếu xông lên diệt quái, đường nhu vội vã điều khiển Hàn Yên Nhu chạy theo ngay sau đó. Cô nàng này luôn vô tình hữu ý tranh cao thấp với Diệp Tu, Diệp Tu làm gì, cô nàng cũng muốn thử xem bản thân có làm được không. Chuyện Diệp Tu điên cuồng kéo tận 16 con quái trong rừng rậm băng xương tối qua lại đả kích cô lần nữa, nhưng đường nhu luôn là người càng bị đả kích càng hăng hái hơn. Nhưng khi Hàn Yên Nhu của cô vừa cử động thì tiếng pháo của phong sơ yên mục đã sớm vang lên, hai con thây ma đang bị quân mạc tiếu nhắm đến đã bị kinh động, loạn trọng tiến đến. Hợp tác cùng phong sơ yên mục đã được vài ngày, biểu hiện của người này đối với đường Nhu, chính là mọi chuyện cô ấy đều có thể dành trước cô một bước. Ví dụ như lúc này, quân mạc tiếu của Diệp Tu là người đầu tiên xông lên dụ quái, khi đường Nhu vội vã muốn đuổi kịp, động tác của phong sơ yên mục lại nhanh hơn cả cô. Tốc độ tay của cô ấy còn nhanh hơn mình sao? trong lòng đường nhu cho rằng như thế nhưng không hề hỏi thử cô không biết rằng không phải tốc độ tay của tô mộc tranh nhanh mà là ý thức nếu bàn về tốc độ tay cô bỏ xa tô mộc tranh dưới sự chỉ bảo của diệp tu khả năng phối hợp giữa hai tay cũng tiến bộ nhanh chóng nhưng ngoại trừ điểm này nếu bàn về phương diện khác thì cô tranh lệch rất lớn với tô mộc tranh có đẳng cấp chuyên nghiệp cô em này cũng rất tội nghiệp đối tượng mà cô so sánh không phải là nhân vật cấp thần như diệp tu thì cũng là nhân vật đứng trong hàng ngũ tuyển thủ chuyên nghiệp như Tô Mộc Tranh, khiến bản thân cô luôn cảm thấy thất bại, dẫn đến chuyện bắt đầu trở nên liều mạng hơn. Hiện ra trong trò chơi chính là Hàn Yên Nhu tiến về phía trước còn gần hơn quân Mạc Tiếu, lại còn rất hung mãnh. Biểu hiện bá đạo này khiến Điền Thất và Nguyệt Trung Nguyên luống cuống chân tay. Trông cô nàng này đánh quái làm bọn họ có cảm giác không thể xen vào được, chỉ đánh nhích đến chỗ quân Mạc Tiếu, giúp cao thủ đại ca một tay. Nhưng lực công kích của món vũ khí bạc của quân Mạc Tiếu cao hơn vũ khí của Hàn Yên Nhu rất nhiều. Hơn nữa Phong Sơ Yên Mộc kia còn đang giúp đỡ quân Mạc Tiếu diệt quái, quái bên này chết rất nhanh, biên Thất và Nguyệt Trung Nguyên nhích qua nhích lại vẫn thấy mình chẳng giúp được gì, có thể nói là chẳng hề có cảm giác tồn tại. Hai người rơi lệ đầy mặt, phó bản này còn cần hai người họ sao? Diệp Tu vừa nhìn thấy tình huống này cũng hiểu rõ, phía hắn vốn dĩ chỉ cần hắn và Tô Mộc Tranh là đủ rồi, biên Thất và Nguyệt Trung Nguyên nên sang bên đường Nhu đánh quái nhưng em gái đường nhu này quá hiếu thắng, luôn luôn theo đuổi sự cực hạn, hơn nữa cô nàng lại tranh lệch rất lớn với điền thất, nguyệt trung nguyên, kết quả hai bên hoàn toàn không thể nào phối hợp được. Đổi chút nào, em sang phối hợp với em ấy đi. Diệp Tu nói với Tô Mộc Tranh, em gái này mạnh thật đấy. Tô Mộc Tranh vừa nói vừa để phong sơ yên mộc của mình qua hợp tác cùng với Hàn Yên Nhu. Diệp Tu đương nhiên cũng giảm dần tiết tấu, Điền Thất và Nguyệt Trung Nguyên chợt cảm thấy việc đánh quái trở nên thoải mái thuận tay hơn hẳn. Trình độ của cả hai không thể hiểu rõ mấy thứ cao cấp này, họ chỉ cho rằng phong sơ yên mục sang kia khiến họ có chỗ để phát huy hơn. Đường Nhu vừa điều khiển Hàn Yên Nhu đánh quái, vừa chú ý tình hình bên phía Diệp Tu. Điền thất và Nguyệt Trung Nguyên bỗng nhiên chạy đến bên kia, phong sơ yên mục lại sang bên mình, cô cũng không rõ nguyên nhân, hẳn chỉ đang giúp mình đánh thôi. Nhưng lúc này phát hiện tốc độ quân mạc tiếu của Diệp Tu giảm dần, tiết tấu cũng chậm lại, lại chẳng biết hắn định làm gì. Đường Nhu tự mình đánh, dần phát hiện tình huống bên mình cũng đang chuyển biến ban đầu cô ở thế chủ động phong sơ yên mộc chỉ phụ trợ nhưng bất chợt cô phát hiện phong sơ yên mộc đã lên thế chủ mà cô chỉ là phụ loại quan hệ chủ phụ này không phải chỉ xem thù hận của quái trên người ai mà phải xem ai đang dẫn đầu tiết tấu và phương hướng tấn công đường nhu vô tình nhận ra tiết tấu của mình đã bị phong sơ yên mộc cướp mất mà cô chỉ đang theo sau phong sơ yên mộc chỉ đông đánh tây một người mới như đường nhu sao biết được mấy vấn đề tiết tấu này Cô chỉ đơn thuần không thích cảm giác này mà thôi. Mang theo phiền muộn mà cố ý phá hoại, kết quả khiến cho phía hai người Lâm vào nguy hiểm mấy lần, ngay cả quân mạc tiếu của Diệp Tu cũng phải chạy sang giúp đỡ vài lần. Đường Nhu kinh ngạc, không biết vì sao lại thành ra thế này, đang mờ mịt, chợt nghe thấy Phong Sơ Yên mộc đến cạnh cô bảo, "Cậu thấy bên anh ấy đánh thế nào?" Đường Nhu đương nhiên biết anh ấy ám chỉ ai, nhưng trong mắt cô thì Diệp Tu lúc này đánh thật sự rất chán, quá chậm, bản thân mình tùy tiện cũng có thể làm được nha. đổi là cậu cậu có thể phối hợp tốt với Điền Thất và Nguyệt Trung Nguyên như thế không? Tô Mộc Tranh nói, phối hợp, đường nhu ngây người một chút, phối hợp cũng có ai loại, một loại là phối hợp theo ý của đối phương, Điền Thất và Nguyệt Trung Nguyên thuộc loại này, loại này khá đơn giản, còn loại còn lại, chính là dẫn dắt người khác phối hợp với mình, anh ấy chính là loại này. Tô Mộc Tranh nói, đường nhu vẫn ngẩn ngơ, đột nhiên bừng tỉnh, vậy vừa rồi cậu cũng đang dẫn dắt mình phối hợp với cậu ư. Mình, mình luôn phối hợp theo cậu đấy, có điều chẳng biết sao dần dần lại trở thành cậu phối hợp với mình rồi. Tô Mộc Tranh nói, đường nhu vò đầu trước máy tính, thứ này ảo diệu quá đi. Có điều nói thật thì, cô cũng không thích chữ phối hợp này, cô thuộc dạng người thuộc khuynh hướng cá nhân, một mình đảm nhận một phía, càn quét phản quân. Boss, chính lúc này, điền thất kinh ngạc kêu lên, ánh mắt mọi người cùng chuyển về phía trước, ngay đầu đường trước mặt, một hiệp sĩ có dáng người không quá cao lớn, mặc một bộ giáp sắc đã đứng đấy từ lúc nào. Khuôn mặt của nó tái nhợt, con mắt màu đỏ rất quỷ dị. Tay phải nắm một thanh kiếm quang đỏ tươi hẹp dài, tay trái chống một chiếc khiên có khắc hỏa hình rơi, lặng lặng đứng đó, không nói lời nào. Năm người nhanh chóng giết sạch lũ tiểu quái, đồng thời nhìn hiệp sĩ ma cà rồng Gross Boss ẩn núp kỹ nhất của Mai Cốt Chi Địa. Vì chưa tiến vào phạm vi thù hận, hiệp sĩ ma cà rồng không hề cử động, nó một mình đứng giữa đường, có thể đi vòng sang hai bên đường mà không gây kinh động đến nó. Có rất nhiều Boss ẩn đều như vậy, người chơi có thể bỏ qua, chẳng qua hiếm lắm mới gặp được, đa số người chơi vẫn thả chết quyết thử một lần. Kỳ thực với một đội ngũ bình thường không có kinh nghiệm, 89 phần sẽ đánh không nổi boss ẩn. Nhưng chuyện đánh không lại đương nhiên không thể tồn tại với bọn Diệp Tu, Diệp Tu nhìn thanh kiếm trong tay hiệp sĩ ma cả rồng Gross, bỗng nhiên mở miệng tiểu nguyệt nguyệt nghề ông học tinh thông kiếm quang phải không? Không phải, tôi thạo thái đao, Nguyệt Trung Nguyên trả lời xong, lúc này mới chợt nhớ ra, vội vã dậm chân, mẹ nó ai là tiểu nguyệt nguyệt? vậy thì kiếm quang hấp huyết là của tôi. Diệp Tu nói, a à, Nguyệt Trung Nguyên ngẩn ra, gã cũng biết kiếm quang hấp huyết là vũ khí cam cấp 25. Tuy kiếm quang là vũ khí độc môn của kiếm khách, nhưng nếu Nguyệt Trung Nguyên theo đường thảo thái đao, thì chính là một kiếm khách ưu tiên sử dụng thái đao. Tinh thông kiếm là kỹ năng bị động của kiếm khách sau khi lên 20 chuyển nghề xong có thể học, có 5 loại kiếm tinh thông, trọng kiếm, đại kiếm, dao găm, thái đao cùng kiếm quang. Tuy rằng không phải chỉ được chọn một mà học trong năm loại, nhưng bởi vì điểm kỹ năng quý giá, kiếm khách thường sẽ xác định mình dùng vũ khí gì, chọn một trong số đó mà không ngừng nâng cao lên. Mỗi lần tăng cấp tinh thông kiếm, lực công kích của vũ khí thuộc loại kiếm sẽ tăng 2%, đủ 10 cấp sẽ đạt 20%, rất cao. Ngoài ra còn một vài phụ trợ cho kỹ năng, khác nhau với từng loại kiếm, phải dựa vào sự lựa chọn của bản thân mà thôi. Nguyệt Trung Nguyên học tinh thông Thái đao, vậy đương nhiên sẽ chọn vũ khí là Thái đao. Có điều cũng không bảo không thể sử dụng kiếm quang lúc này nghe được đại danh của món vũ khí cam kia, trong lòng vẫn ngứa ngáy hẳn lên. Giết, Diệp Tu hô lên, phong sơ yên mục lập tức theo sau nổ ngay một pháo chống tăng sang, hàn yên nhu cũng sách chiến mâu nhanh chóng vọt lên. Đợi lát nữa, Diệp Tu vội vã kêu lên, nhưng đường nhu từ trước đến nay vẫn luôn tích cực tiến thủ. Lúc này Hàn Yên Nhu dường như không chậm hơn pháo chống tăng của phong sợ Yên mục bao nhiêu. Kết quả chỉ thấy tay phải hiệp sĩ ma cà rồng vừa phất lên đã cuộn áo choàng lại ở trước người, tiếp đấy là một tiếng kít chói tai, áo choàng mở ra lần nữa thì người đã không còn, vô số con rơi nhỏ bay ra lao tới, cả ba quả pháo của pháo chống tăng rơi vào hư không, đám rơi vừa vặn bay đến cắn hẳn yên nhu đang sông lên. Đường nhu chỉ thấy toàn màn hình đều tràn đầy loại thú vật này bay tới, mắt hiện ánh đỏ, răng nanh lộ ra ngoài miệng tựa như đang nhiễu bọt, ghê tởm chết được. Khi đám rơi bay hết qua, hàn yên nhu không ngã xuống, nhưng rất máu hơn phân nửa, đường nhu vội vàng uống thuốc, lại không biết những con rơi vừa bay qua người cô lại tụ hợp đằng sau hàn yên nhu, Hiệp sĩ ma cả rồng lần thứ hai xuất hiện, kiếm quang hấp huyết đỏ tươi lập tức đâm về phía sau cô như một con rắn độc. Chương 112, sự ăn ý hoàn mỹ. Cẩn thận Điền Thất và Nguyệt Trung Miên cùng thuộc nghề cận chiến, lúc này có muốn cứu cũng không được, chỉ có thể lớn tiếng nhắc nhở hy vọng Đường Nhu kịp phản ứng. Nhưng ở bên cạnh hai người, một tiếng pháo và một tiếng súng vang lên, đó là Phong Sơ Yên Mộc và Quân Mạc Tiếu đồng thời ra tay. Súng nhanh pháo chậm, nhưng rốt cuộc đều bắn chính xác, chúng ngay chính giữa cổ tay hiệp sĩ mà cả rồng đang đâm ra một kiếm. Sự trùng kích trước sau hai lần khiến đường kiếm bị lệch. Phản ứng và thao tác của đường nhu cũng rất nhanh, cú lệch này đủ để giúp cô nắm được thời cơ, chớp mắt nhảy về phía trước đồng thời xoay 180 độ trên không, vừa xoay người đã đâm một chiêu long nha sang. Tiếng keng vang lên, thân thủ của hiệp sĩ ma cà rồng cũng rất nhanh, nhấc khiên chặn ngay long nha. Tiếp đấy đuổi theo hàn yên nhu, đường nhu cũng không bất cẩn, hàn yên nhu chưa rơi xuống đất đã ném thêm một cái công kích thường hiệp sĩ ma cà rồng lại nâng khiên chắn hàn yên nhu rốt cuộc cũng tiếp đất hiệp sĩ ma cà rồng vừa lúc đuổi kịp vào tới trước mặt đường nhu đã nhanh tay ra trước một chiêu lạc hoa trường khiên của hiệp sĩ ma cà rồng còn đang hướng lên trời bị trưởng này nổ trúng bay ra ngoài bên này diệp tu đã sớm lại giúp đỡ quân mạc tiếu xông lên một chiêu thiên kích đâm xiên trực tiếp đón được hiệp sĩ ma cà rồng vừa bị hàn yên nhu nổ văng sang giữa không trung phong sơ yên mộc của tô mộc tranh dơ pháo lên, lại một chiêu pháo chống tăng. Ba quả đạn pháo đánh vào giữa hiệp sĩ ma cà rồng, mắt thấy nó sắp bị nổ văng trong vòng bom đạn, quân mạc tiếu đã sớm nhảy lên giữa không trung, tung chiến mâu đánh ra viên vũ côn, xiên nó quay về. Chiến mâu rơi xuống, dường như đã ném hiệp sĩ ma cà rồng tạo thành một cái hố trên mặt đất. Bên này hỏng pháo của phong sơ yên mộc đã tụ thành một quả cầu năng lượng. Hiệp sĩ ma cà rồng vừa bị ngã đo đất, quả cầu năng lượng liền bay ra, nổ cho mặt hiệp sĩ ma cà rồng nở thành bông. Đây là kỹ năng cấp 25 pháo của bậc thầy pháo súng, phóng ra một quả cầu năng lượng công kích mục tiêu. Sau khi tích lực tầm bắn của quả cầu năng lượng càng xa thì sát thương càng mạnh, phạm vi khi nổ cũng lớn hơn. Vài đòn tấn công kiêm phối hợp trôi chảy diễn ra trong giây lát, Điền Thất và Nguyệt Trung Nguyên nhìn đến trợn mắt há mồm. Sau khi pháo nổ quân Mạc Tiếu cùng Phong Sơ Yên Mục lập tức nhảy về phía sau, Áo choàng của hiệp sĩ ma cà rồng lúc này lại giống như một lưỡi đao cuốn quanh mọi thứ, kết quả chẳng cuốn được gì. Hiệp sĩ ma cà rồng vừa thu hồi áo choàng đã đứng hẳn lên, quay người lại vẫn vọt về phía Hàn Yên Nhu. Đường Nhu sững sờ, tuy cô là người mới, nhưng vẫn hiểu được quy tắc về thù hận. Cô vừa rồi chỉ đâm một cái long nha vào khiên, thêm một chiêu lạc hoa trưởng, theo lý thì điểm thù hận không thể cao hơn quân mạc tiếu và phong sơ yên mộc được, chẳng lẽ bởi vì bị lũ rơi con cắn sao? Đường Nhu đoán đúng rồi. Lúc này hiệp sĩ ma cà rồng công kích cô, quả thực vì cô bị rơi con cắn. Trước tránh ra, nếu nó đánh chúng em sẽ hồi máu đấy. Diệp tu vội vàng nhắc nhở đường nhu. Đây là kỹ năng đặc thù của hiệp sĩ ma cà rồng. Mục tiêu bị đàn rơi do nó biến thân thành cắn sẽ trở thành thức ăn bổ máu cho nó. Khi thức ăn bị nó đánh chúng sẽ chuyển hóa thành máu cho nó. Máu này cũng không phải dựa theo tổn thương bao nhiêu. Chuyển đổi như thế chẳng khác gì muối bỏ biển đối với boss cả. Máu của người chơi và máu của boss vốn không cùng một bậc. Chuyển đổi máu, đổi theo tỷ lệ phần trăm, nói cách khác, một kích của nó làm thanh máu của Hàn Yên Nhu bị tổn thương 5%, thì bản thân nó sẽ tự động hồi phục 5% lượng máu, tính thế thì người chơi tuyệt đối bị lỗ nặng. Đường Nhu rất tự tin với kỹ thuật của mình, nhưng cô lại không quen boss này, không biết sẽ có chiêu thức kỳ quái khó đỡ nào sẽ được tung ra. Nếu thình lình bị đánh chúng sẽ lãng phí cố gắng của toàn đội, đường Nhu đành phải thao tác Hàn Yên Nhu chạy trốn né tránh hiệp sĩ ma cả rồng, chờ đợi quân mạc thiếu cùng phong sơ yên mộc sang tiếp ứng hai người Điền Thất và Nguyệt Trung Nguyên xấu hổ gần chết, bọn họ không hề biết nên nhúng tay vào trận chiến này từ đâu. Cao thủ đại ca vội vàng ứng chiến, vẫn chưa ra chỉ thị gì cho họ. Lúc này nhìn thấy Hiệp sĩ Ma cà rồng rượt theo Hàn Yên Nhu, hai người rốt cuộc đợi được cơ hội lên sàn, đồng loạt xông lên chặn lại. Hiệp sĩ Ma cà rồng cũng không ngốc đến nỗi chỉ truy đuổi mục tiêu mà phớt lờ công kích của kẻ khác. Nguyệt Trung Nguyên vùng kiếm bổ tới, Hiệp sĩ Ma cà rồng nâng khiên đỡ, Điền Thất đấm một quyền ra, Ma cà rồng cũng chẳng còn khiên đỡ dứt khoát đâm kiếm về phía điền thất. Ôi điền thất nào dám lấy máu đổi máu với boss, chật vật tránh khỏi một kích này. Hiệp sĩ ma cà rồng trừ bỏ kiếm và khiên còn có món vũ khí thứ ba, áo choàng của nó. Lúc này bị hai người vây đánh, áo choàng mở rộng, khẽ bay về trước một vòng như lưỡi dao sắc bén. Lướt ngang làm điền thất té ngã, bay về phía trước cắt chúng Nguyệt Trung Nguyên, mang theo một chuỗi máu, máu của Nguyệt Trung Nguyên trực tiếp giảm một phần tư. Nguyệt Trung Nguyên mặt mày vàng vọt vội vàng chạy đi, điền thất còn đang lăn lộn trên đất. Áo choàng của hiệp sĩ ma cà rồng mở ra công kích có phạm vi lớn 360 độ, áo choàng cuốn một vòng rồi đáp xuống, vừa định đập vào điền thất đang ngã dưới đất. Kết quả chỉ thấy chiến mâu đâm đến, kéo hiệp sĩ ma cà rồng sang, là hàn yên nhu của đường nhu đánh lén một chiêu viên vũ côn khiến hiệp sĩ ma cà rồng văng ngã ra ngoài. Hai tên Nguyệt Trung Nguyên và Điền Thất định làm anh hùng cứu mỹ nhân, kết quả lại thành mỹ nhân cứu anh hùng. Điền Thất té xong bò lên từ mặt đất, chưa kịp cảm ơn, lại tiếp tục làm việc nghĩa chẳng chùn bước, chắn phía trước đường như em tránh trước đi. Tránh hết Diệp Tu chợt hô to một tiếng, ba người ngẩn ra, kết quả chẳng ai tránh kịp, hiệp sĩ ma cà rồng lại tung áo choàng lên che cả thân, sau khi rơi xuống lại trở thành đàn rơi bay đầy trời, chẳng qua cả ba đều nằm trong phạm vi công kích, rơi công kích ba người từ bốn phía, tuy tổn thương không bằng cả bọn cùng cắn hàn yên như lúc trước, nhưng lúc này lại không thể phân biệt được ai rốt cuộc mới là thức ăn bổ máu cho nó rồi. Phong sơ yên mộc vừa nâng pháo đã nghe tiếng bắn liên tục, kỹ năng được dùng chính là súng nòng xoay của bậc thầy pháo súng. Vừa sử dụng vừa thực hiện thao tác run súng, đạn vốn phải bay thẳng lại bay khắp bốn phía. Thể thích của rơi nhỏ, tốc độ nhanh, nhưng số lượng rất nhiều, một cú run súng này vẫn bắn chúng không ít, những tổn thương đó sẽ tính cả lên người hiệp sĩ ma cà rồng. Về phần ba người kia, đối phó với một trời đầy công kích như vậy thật sự chẳng có biện pháp nào. Có điều sau khi nó hòa thân thành đàn rơi sẽ chọn lại thức ăn lần nữa, lúc này công kích đối với Hàn Yên Nhu cũng không khiến nó hồi máu nữa. Đợt tấn công của đàn rơi đến nhanh mà đi cũng nhanh, dây lát đã bay về đoàn tụ, hợp lại thành áo choàng. Diệp Tu nhìn chằm chằm vào hiệp sĩ ma cà rồng đang hình thành trong nháy mắt, ngay khi nó làm ra một động tác nhỏ sẽ lập tức đoán được nó muốn hướng tới ai. Tiểu Nguyệt Nguyệt Diệp Tu vội vàng kêu lên, quả nhiên, lúc này Nguyệt Trung Nguyên trở thành thức ăn của hiệp sĩ ma cà rồng, nó đang chạy về phía gã. Nguyệt Trung Nguyên sợ tới mức cuống quyết chạy đi, nhưng trình độ di chuyển của gã quả thực không đủ khoe khoang trước mặt hiệp sĩ Ma Cà Rồng, chưa được vài bước đã bị đuổi theo chém. Vào giây phút ngàn cân treo sợi tóc này, chiến mâu đâm xiên hiệp sĩ Ma Cà Rồng lên không, tiếp đấy một chiêu lạc hoa trưởng đánh hiệp sĩ Ma Cà Rồng bay vút đi. Ra tay là Hàn Yên Nhu, khoảng cách giữa cô và Nguyệt Trung Nguyên gần hơn quân Mạc Tiếu, tới cũng nhanh hơn. Bởi vì vừa rồi trở thành đồ ăn nên không dám đối đầu với hiệp sĩ Ma Cà Rồng, đường nhu đang kiềm chế thì đồ ăn lần này lại là nguyệt trung nguyên giờ hiệp sĩ mà cả rồng không tìm đến cô thì cô cũng chủ động chạy lên báo thù chay ra xa chút đường nhu nói với nguyệt trung nguyên điều này làm cho nguyệt trung nguyên cảm thấy mất mặt nhưng còn cách nào khác sao thường thì người chơi nam mạnh hơn người chơi nữ vì thế đứa nào đứa nấy uy phong cực kỳ trước mặt gái nhưng hai cô gái ở trong đội họ đều là quái vật trình độ cao hơn họ không biết bao nhiêu cuối cùng biến thành cả hai được săn sóc nguyệt trung nguyên buồn bực Thật sự rất buồn bực ấy. Quân mạc kiếu của Diệp Tu rốt cuộc đã giết sang, Phong Sơ Yên Mộc cũng theo sát sau đó. Sau khi trải qua một trận hỗn loạn, ba cao thủ có thể đồng loạt ra tay rồi. Diệp Tu nhanh chóng chỉ huy phối hợp, sức thực hiện của cả ba hoàn toàn không thể chê vào đâu được, mà cả rồng bị nhốt vào giữa, vô luận là khiên kiếm hay áo choàng cũng chẳng làm gì được. Nguyệt Trung Nguyên và Điền Thất lại biến thành người xem, nhưng không phải cao thủ đại ca không cho họ cơ hội mà sự phối hợp hiện tại của người ta khiến hai người họ không nhúng tay vào được. Nhanh, thật sự quá nhanh, đang vây công mãnh liệt, quân Mạc Tiếu đột nhiên ném một cái lạc hoa trưởng ra làm hiệp sĩ ma cà rồng bay ra, thoát khỏi sự khống chế hoàn hảo của ba người. Ai Nha Điền thất kêu lên tiếc nuối, lần đầu tiên nhìn thấy cao thủ đại ca sai sót. Nhưng ngay khi lạc hoa trưởng nổ, Phong Sơ Yên một lập tức thêm ngay một phát pháo chống tăng sau đấy, từng quả của ba quả đạn pháo chống tăng nhanh chóng bay trúng người hiệp sĩ ma cà rồng lực nén khi nổ cộng thêm tác dụng do lạc hoa trưởng tạo ra khiến nó bay vèo ra ngoài như mũi tên. Còn chưa rơi xuống đất, hiệp sĩ ma cà rồng đang bị văng trên không chợt bùm bụp hóa thân thành đàn rơi. Chỉ là bây giờ, trong phạm vi công kích của đàn rơi chẳng có bất kỳ ai, sau khi bay loạn chỉ có thể hợp thể lần nữa. Điên thất cùng Nguyệt Trung Miên lại nhìn đến ngây người, thì ra lạc hoa trưởng vừa rồi không phải sai sót. Mà là một thao tác nhanh nhạy sau khi nhìn thấy áo choàng của hiệp sĩ ma cà rồng muốn vén lên, lại thêm trợ giúp từ pháo chống tăng của Phong Sơ Yên mục nữa, hai người này thực ra vào nháy mắt hiệp sĩ ma cà rồng nhấc áo choàng kia đã nổ bay nó khỏi khoảng cách đàn rơi có thể công kích được. Biên Thất và Nguyệt Trung Miên không phải Đường Nhu, họ đã nghe tiếng tăm của hiệp sĩ ma cà rồng cùng chiêu công kích đáng ghét bởi đàn rơi từ lâu rồi. Muốn phòng ngự một kích này, ở giai đoạn cấp 25 này cũng chỉ có chiêu niệm lồng khí của khí công sư mới có thể làm được. Ngoài ra, còn một thủ đoạn duy nhất nữa là chạy ra khỏi phạm vi công kích ngay khi đàn rơi bắt đầu. Nhưng bởi vì chiêu thức này rất nhanh, phạm vi lại không nhỏ, có thể chạy thoát hay không là cả một vấn đề. Nhưng hôm nay, Biên Thất và Nguyệt Trung Miên thấy được một phương thức giải quyết trong truyền thuyết, bắn hiệp sĩ ma cà rồng ra khỏi khoảng cách đàn rơi công kích. Có thể làm được điều này, trừ bỏ phán đoán chính xác và thao tác nhanh, quan trọng hơn là phải có một sự ăn ý hoàn mỹ. chương 113, Tùy Tiện đánh chơi. Lúc này hiệp sĩ ma cà rồng không tạo được thức ăn, nhưng thức ăn lúc trước vẫn chưa hết thời hạn, chẳng qua một vòng tuần hoàn sẽ khiến hiệu quả bị giảm xuống. Nhưng cho dù có giảm xuống thế nào, với tỷ lệ phần trăm đổi máu của boss thì vô luận như thế nào cũng không thể để nó thực hiện được. Ba người Diệp Tu ngay từ lúc hiệp sĩ ma cả rồng hoàn thành hợp thể đã xông lên, lại tiếp tục vây giết, biến thất và Nguyệt Trung Nguyên tiếp tục ở bên làm khán giả. Lặp lại như thế, sinh mệnh của hiệp sĩ rốt cuộc cũng sắp giảm xuống còn 10%, nhưng không ai quan đến vấn đề máu đỏ của nó. Bởi vì sau khi hiệp sĩ cuồng bạo máu đỏ vẫn là tạo thức ăn mới và thức ăn này cũng không thay thế thức ăn cũ, theo lý thuyết có thể cắn cả năm người thành thức ăn luôn, vì thế vì tiện đánh người nào cũng hồi máu được. Nhưng hiện tại có Diệp Tu cùng Tô Mộc Tranh thao tác khủng thế này, hiệp sĩ ma cà rồng dù có biến thân thành đàn rơi thì cũng chỉ như thùng rỗng kêu to, chẳng cần để ý đến chút thay đổi của kỹ năng biến thân được thiết lập kia nữa. Hiệp sĩ ma cà rồng máu đỏ dẫy ruộng gào thét vài lần, cuối cùng vẫn chết dưới công kích của ba người phù phù một tiếng ngã xuống đất có thể rớt được gì đều rớt ra diệp tu xem xét không thấy thanh kiếm quang hấp huyết màu đỏ kia cũng không thất vọng lắm đây là vũ khí cam là vũ khí cam cực kỳ khảo nghiệm độ hên xui nếu không kiên nhẫn sẽ rất dễ dàng hoài nghi vận may của mình rồi dẫn đến mất hy vọng vào cuộc sống a à, có hai trứng tím chính lúc này tô mộc tranh kinh ngạc kêu lên diệp tu ngẩn ra hai trứng tím là một cách nói trong vinh quang chỉ quái vật sau khi chết rơi ra hai món trang bị tím suy một ra ba thì hai trứng xanh, ba trứng tím, bốn trứng cam cũng cứ thế mà kêu, chỉ cần bạn có thể gặp được. Xác suất ra hai trứng tím cũng không cao lắm, nhưng trong những vật hiệp sĩ mà cả rồng có thể rớt ra, Diệp Tu chỉ cần thanh kiếm quang hấp huyết kia, về phần những cái khác, dù có rớt ra tám trứng tím hắn cũng không hề xúc động tí nào. Là khiên và áo choàng, điên thất xem qua rồi nói, khiên thì sau khi chuyển nghề cũng chỉ có kỵ sĩ mới dùng được, bình thường có hai thuộc tính cơ bản, một là tăng phòng ngự, hai là giảm thương tổn, đều gia tăng năng lực sinh tồn. Cái khiên hiệp sĩ mà cả rồng rơi ra là khiên huy chương hấp huyết, tăng phòng ngự 20%, giảm thương tổn 12%, ngoài ra còn thêm một thuộc tính phụ khi bị thương tổn sẽ hóa máu 2%. Không tệ, Diệp Tu khen, đưa cho ông kia dùng đi. Diệp Tu đang nhắc đến bạn của Điền Thất, Thiền Sinh Ly là kỵ sĩ, Mộ Vân Thâm là kiếm khách, nhưng Diệp Tu không nhớ rõ ai là kỵ sĩ, đành phải dùng ông kia. Còn có áo choàng hấp huyết, thể lực cộng 15, sức lực cộng 15, cận chiến gây thương tổn sẽ hút máu 2%. Điền thất nói, hút máu này cùng với hóa máu kia là một cặp từ trái nghĩa, hút máu là chuyển thương tổn của đối phương khi bị công kích thành sinh mệnh của mình, mà hóa máu lại là chuyển thương tổn do bị đối phương tấn công thành sinh mệnh. Áo choàng là loại trang bị vật phẩm trang sức, bình thường tăng thêm ít điểm thuộc tính cơ bản, ngoài ra còn mang hiệu quả đặc biệt. Trước mắt 5 người đều thuộc hệ công kích vật lý, loại áo choàng này thật ra ai cũng có thể sử dụng nhưng điền thất chẳng làm được gì trong quá trình chiến đấu với kỵ sĩ, làm sao lại không biết xấu hổ mà tranh, trực tiếp bỏ qua. Nguyệt Trung Nguyên làm thức ăn cho ba vị cao thủ yên tâm đập boss, hiệu quả không ít, nhưng công lao này tính ra cũng thật xấu hổ, liền trực tiếp bỏ qua. Phong sợ yên mộc của Tô Mộc Tranh tấn công viễn trình, cận chiến gây thương tổn sẽ hút máu 2% hoàn toàn lãng phí, cũng bỏ qua. Cuối cùng chỉ còn Diệp Tu và Đường Nhu, Diệp Tu làm sao để ý tới trang bị cấp thấp đó, trực tiếp bỏ qua cuối cùng đường nhu mờ mịt sao mọi người đều bỏ qua vậy. Mình là viễn trình, lý do của Tô Mộc Tranh trực tiếp được thông qua. Khổ khổ, Điền thất cùng Nguyệt Trung Nguyên cũng không hé răng, nếu thật sự không ai muốn, hai người họ thật sự không ngại lắc điểm đâu. Em dùng đi, Diệp Tu nói, ai cũng có thể dùng mà. Mặc dù đường nhu chỉ là người mới, nhưng những điều cơ bản như chức nghiệp vật lý cần sức lực, pháp thuật cần trí lực không đến mức chơi mấy ngày rồi vẫn không biết, rõ ràng mọi người có thể dùng được hết nhưng lại đều bỏ qua, đường nhu hiếu thắng sẽ không muốn chiếm được món hời như thế này. Lắc điểm đi, đường nhu nói, được được, lắc điểm lắc điểm, đến lắc điểm nào, ai lắc được thì là của người đó. Việc này chỉ là chuyện nhỏ, Diệp Tu cũng không muốn lằng nhằng. Điền thất và Nguyệt Trung Nguyên còn định từ chối một hồi, bên này Diệp Tu đã nhanh tay. Bởi vì vừa rồi đều bỏ qua, không làm thao tác lắc điểm, nãy giờ vẫn đang kêu gọi lắc điểm trên kênh tán gẫu. Kết quả Diệp Tu vừa tiến lên lắc điểm, 100 điểm lộng lẫy, trực tiếp không tranh mà giết sạch. À, của anh, bên kia đường nhu cũng bỏ qua từ sớm, áo choàng quăng trên mặt đất chưa có ai nhặt. Điền thất và Nguyệt Trung Nguyên rơi lệ đầy mặt, cả hai còn định từ chối một hồi, nếu mọi người tiếp tục kiên trì, hai người sẽ ỡ mờ mà lắc điểm, nhưng không hổ danh là cao thủ đại ca mà, ra tay làm gì cũng bất phàm như vậy, chẳng chừa cho ai cơ hội nào. Của anh, Diệp Tu nói rồi điều khiển quân Mạc Tiếu đi qua nhặt áo choàng. Mặc dù là trang bị cấp thấp, nhưng không thèm để ý cũng đâu có nghĩa là ghét bỏ phải không nào. Nhặt áo choàng lên mặc vào, nếu nói rằng trang phục của ma cà rồng là áo choàng chẳng bằng bảo đấy là áo khoác không tay, nhìn bóng lưng quân mặc tiếu giống y trang hiệp sĩ ma cà rồng. Diệp Tu mở bảng nhân vật xem tạo hình nhân vật, cũng không quá để ý, nhiều năm như vậy, tạo hình gì mà chưa thử qua. Tiếp tục tiếp tục, Diệp Tu hét lớn, đội ngũ tiếp tục đi, bởi vì ra boss ẩn, kỷ lục gì gì đó đã thành mây trôi. Phó bản này họ đã đánh qua lắm lần, không ai xa lạ, tùy tiện đánh chơi cũng qua bản. Sau đó không nghỉ ngơi liền tiếp tục lần hai, lần này không ra boss ẩn, mọi người lập tức tiến vào trạng thái phá kỷ lục, Diệp Tu chỉ huy toàn diện, yêu cầu không được phạm lỗi và phối hợp ăn ý. Nhưng trình độ lẫn trang bị của Nguyệt Trung Nguyên và Điền Thất vẫn còn kém lắm, luôn có chỗ không theo kịp. Kỷ lục phó bản hiện tại là mục tiêu cố gắng của các công hội khi bước vào cấp 27, muốn đột phá thì không được phép cầu thả sau hai lần liên tiếp vào phó bản, vì khẩn trương mà Điền Thất và Nguyệt Trung Nguyên gây nên vài sai sót nho nhỏ, kết quả thành tích phá được luôn kém chút so với kỷ lục. Kết quả này rất mất mặt, hai người đều biết chỉ cần bọn họ bớt chút lỗi là phá được kỷ lục từ sớm rồi. Khổ, cao thủ đại ca, hình như hai tuổi tui không được rồi, có muốn đổi người để đánh không? Điền Thất hơi xấu hổ nói, mai cốt chỉ địa mỗi ngày bốn lần, năm người bây giờ chỉ còn một lần. Nguyệt Trung Nguyên trong lòng không phục, nhưng chẳng còn cách nào, sự thật dành ra đấy, gã và điền thất không theo nổi. Nhưng nếu đội ngũ giảm tiết tấu xuống để hai người thoải mái hơn, thì lại không đạt được yêu cầu của kỷ lục. Thay người, muốn phá kỷ lục không phải là ông sao? Diệp tu hỏi điền thất, điền thất rơi lệ đầy mặt, bấy giờ mới nhớ ra người lúc đầu hỏi có thể phá kỷ lục không là mình, kết quả hiện tại bản thân lại rút lui trước, thật sự không có chí khí mà. Ngay cả Nguyệt Trung Nguyên cũng khinh bỉ hắn ta, đúng vậy, điền thất mày vô dụng quá đó. Đệch, điền thất mắng, lần này nhất định được hai người lấy lại tinh thần lần thứ bốn vào phó bản tập trung tinh thần hết sức chăm chú hơn nữa đã tích lũy được kinh nghiệm lần này phát huy vô cùng trôi chảy hai người đều vui vẻ chớp mắt đã tới boss cuối nhiệm vụ của cả hai lúc này rất nhẹ nhàng muốn mắc sai sót còn khó hơn không mắc cuối cùng thời khắc boss ngã xuống thông báo hệ thống được kỳ vọng đã lâu cuối cùng cũng hiện ra chúc mừng người chơi quân mạc tiếu điền thất nguyệt trung nguyên hàn yên nhu Phong Sơ Yên Mộc phá vỡ kỷ lục phó bản Mai Cốt Chi Địa, thành tích 23 phút 54 giây 71. Thành tích tăng không nhiều so với kỷ lục của Mưu Đồ Bá Đạo, nhưng có Điền Thất vào Nguyệt Trung Nguyên cản trở, lại có thể nâng cao hơn một phút xem như khá phù hợp với sự bố trí của đội ngũ thế này rồi. Trong tình hình cạnh tranh của những công hội lớn hiện nay, thành tích tăng lên chỉ được tính bằng giây đấy. Kỷ lục Mai Cốt Chi Địa bị phá không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng xuất hiện tên quân Mạc Tiếu thì lại khác phản ứng đầu tiên của các công hội lớn đều là chạy hỏi xem công hội đứa nào mới người đến phá đó. Như Lam Hà của Lam Khê Các và dạ độ hàn đàm của mưu đồ bá đạo trực tiếp ghi em hỏi thẳng. Kết quả Diệp Tu trả lời bọn họ là, luyện cấp nên tùy tiện đánh chơi thôi. Hai hội trưởng lệ rơi đầy mặt á, tùy tiện đánh chơi cũng phá được kỷ lục mà họ ghi lại, đây là đang ra oai hay muốn thế nào hỏa. À? Ngoài này còn có Lưu Hạo, ly hận kiếm của gã vẫn chưa lo cao, đang làm gì. Ở đấu trường chơi với bánh bao xâm lấn, lưu hạo dùng ly hận kiếm tùy tiện pm kết quả biết được bánh bao xâm lấn đang chơi đùa ở đấu trường một phút nhanh trí liền chạy tới đánh đấm cùng bánh bao xâm lấn tiếp xúc trực tiếp với diệp thu không tìm được gì vậy ra tay với người bên cạnh hắn đi lưu hạo cảm thấy đây là một ý tưởng không tồi lưu hạo cũng khá vất vả khi chơi đùa đấu trường với bánh bao xâm lấn gã phải ẩn giấu thực lực nhưng lại không muốn che giấu quá nhiều vì vậy tạo nên trường hợp khó phân thắng bại bánh bao xâm lấn không phải kẻ yếu cực kỳ khó khống chế, Lưu Hạo phải lao tâm khổ lực rất nhiều. Vừa cẩn thận đánh lại vừa kiếm trăm phương nghìn kế moi chút gì đó từ bánh bao xâm lấn. Bánh bao xâm lấn là người biết gì nói đấy, nhưng vấn đề ở chỗ cậu ta chẳng biết gì cả, ngay đến Vinh Quang còn chưa quen thuộc lắm, chuyện đánh phó bản thì nói không rõ ràng, ngay cả người khác dùng kỹ năng gì cũng không nêu tên được hết. Đến cuối cùng chỉ lo miêu tả bản thân mình uy phong ra sao. Lưu Hạo vô cùng khó hiểu ngồi phân tích thông tin từ em gà này, hồi lâu cũng chả hiểu gì hệ thống chợt hiện lên một tin một cái tên đầy nhạy cảm nhanh chóng đập vào mắt gã làm sao có thể lưu hạo kinh ngạc chẳng lẽ bánh bao xâm lấn không phải đội viên chủ chốt phá kỷ lục của diệp thu ư sao hiện tại phá kỷ lục lại không gọi cậu ta chứ lưu hạo đến tìm bánh bao xâm lấn chơi cũng vì nguyên nhân này đi theo bánh bao xâm lấn chưa biết chừng có thể thuận lợi vào đội này đại thần đánh kỷ lục sao không gọi ông lưu hạo hỏi bánh bao xâm lấn ông phải nhớ kỹ Muốn chiến thắng trên cái đấu trường này, điều đầu tiên là phải chuyên tâm, ông rất không chuyên tâm. Bánh bao sâm lấn giáo huấn, đậu ngó, Lưu Hạo giận, thằng này là cái đéo gì, dám giáo huấn cả mình. Chương 114, quyền khống chế kỷ lục, Lưu Hạo tức nổ đầu, một ván này không hề khắc chế, dần bẹp bánh bao sâm lấn một trận. Đánh tốt thật, bánh bao sâm lấn nói, xem ra lời của tôi đã khiến linh hồn ông xúc động, tôi đây cũng không nói nhiều nữa đi đây lưu hạo trực tiếp cho ly hận kiếm rời khỏi đấu trường tiếp tục ở đây chắc bàn phím mới mua hôm nay lại bị gã đập hỏng đại thần lại đánh ra kỷ lục ha chúc mừng lưu hạo vẫn trực tiếp nhắn tin cho quân mạc tiếu tùy tiện đánh chơi thôi diệp tu trả lời y chang như lúc đáp lời đám hội trưởng tùy tiện đánh cũng có thể phá kỷ lục quá lợi hại lưu hạo trái lương tâm khen tặc miệng thì mắng không ngừng đều do may mắn cả nhiều lần mới qua diệp tu nói ồ vậy còn chỗ không Lưu Hạo hỏi, ngại quá, Diệp Tu nói, em lo cao trước vậy, Lưu Hạo cắn răng mà đi, tạm biệt, bên hội Diệp Tu, phá kỷ lục cuối cùng sẽ có trăm phần trăm được thưởng trang bị tím, cả bọn được tặng một bộ giáp da tím cấp 25. Trong năm người chỉ có Hàn Yên Nhu là pháp sư chiến đấu chuyên xài giáp da, bọn điền thất đương nhiên nhường cho. Quân Mạc Tiếu là tán nhân, thật ra không có đồ chuyên dùng, nhưng tỏ vẻ đối với phòng ngự của giáp da chẳng thèm mó tới, cuối cùng giáp da vẫn để Hàn Yên Nhu mặc tán nhân về việc xài loại giáp nào thì có vẻ bi thảm, bởi vì không có gì chuyên dùng, sẽ thiếu mất một vài hiệu quả chuyên biệt, khá chịu thiệt. Chia trang bị xong, năm người lại đi cày kinh nghiệm ở rừng rậm băng xương, kết quả trên đường thấy trên thế giới có người phát tin tức, công bố công hội Nguyệt Luân sẽ phụ trách kỷ lục ở phó bản Mai Cốt Chi Địa lần này. Công hội Nguyệt Luân, nghe sao quen thế nhỉ? Diệp tu lầm bầm với mọi người. Không biết, Tô Mộc Tranh nói, không hiểu, Đường Nhu nói, công hội của tụi tôi đó. Mặt điên thất và Nguyệt Trung Nguyên đều nóng lên, lập tức chui ra kênh công hội gào thét. Người trong công hội thế mà chẳng nói trước với họ, thấy tên người nhà mình treo trong bảng kỷ lục thì tự nhiên lại muốn làm kiểu tuyên truyền này. Công hội Nguyệt Luân chỉ là một công hội của người chơi bình thường, không giống kiểu Lam Khê Các có câu lạc bộ phía sau bồi dưỡng, thực lực so với đại công hội kém xa, dựa vào tự lực để lập kỷ lục là điều không tưởng. Ây ra, dù sao cũng có tên của hai người mà, tùy tiện kêu chút coi như đùa ấy mà." Người trong Nguyệt Luân cật nhả lại hai người. Thế nhưng kể cũng lạ, hai người hình như rất thân với quân Mạc Tiếu Ha. Bữa nào bảo người ta giúp công hội mình lập kỷ lục đi, cho chúng ta cũng được thơm lây. Kênh công hội ai cũng nháo nhào theo. Ghen tị, đây là ghen tị trắng trợn. Điền thất cùng Nguyệt Trung Nguyên căm giận nghĩ, tuổi kia chắc chắn là chướng mắt mình lên tivi với đại thần quá nhiều, ăn nằm với nhiều bảng kỷ lục. Ghen tị tích góp bùng nổ nên mới cố ý chơi bọn họ, loại hành vi này thiệt có hơi hẹp hòi khiến cho hai người hiện tại cũng không biết nên như thế nào giải thích với cao thủ đại ca, công hội thảo luận cũng không nghe, cái đám kia vẫn đang tiếp tục spam kỷ lục mới là của tụi tao trên kênh thế giới kia. Diệp Tu bên này cũng rất nhanh nhận được tin nhắn của đám hội trưởng. Công hội Nguyệt Luân nhỏ bé đến mức Dạ Độ Hàn Đàm và Lam Hà đều chưa từng nghe qua, nên thắc mắc hỏi. Diệp Tu bất đắc dĩ, đành phải nói là bạn bè trêu thôi.